Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 119. Mắt Long Đại lập tức sáng lên, ngự kiếm phi hành. Diệp Quân gật đầu, phải. Long Đại vội gật đầu, muốn chứ. Diệp Quân cười nói, được, vậy ta dạy cô. Hai người đi tới rừng trúc phía sau thư viện, Diệp Quân dạy cho Long Đại tâm pháp của thuật kiếm phi hành, Long Đại rất tài giỏi, vừa học đã biết thực hành. Diệp Quân cũng khá ngạc nhiên, hắn nhận ra hắn đánh giá tài năng của Long Đại hơi thấp rồi. Sau khi học xong ngự kiếm phi hành, Long Đại bỗng lấy một linh quả ra đưa cho Diệp Quân, sư phụ, cái này cho người. Diệp Quân hơi tò mò, đây là... Long Đại cười nói, đây là quả tháo, người từng ăn chưa? Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, táo à? Long Đại gật đầu, tháo, ngon lắm, người ăn thử xem. Diệp Quân hỏi lại hai lần nữa mới biết là tháo chứ không phải là táo, hắn hơi xấu hổ, suýt nữa hắn nghi ngờ có phải cô gái này đến từ hệ Ngân Hà hay không. Diệp Quân cắn một miếng. Quả nhiên rất ngon, nếu là ở vũ trụ Quan Huyên, dĩ nhiên là rất bình thường nhưng ở đây chắc chắn là tiên quả. Long Đại lại lấy hai quả đưa cho Diệp Quân, cho người. Diệp Quân cười nói, cảm ơn. Nói rồi hắn cất hai quả đó đi. Long Đại bỗng nói, sư phụ, có thể hỏi người một câu không? Diệp Quân gật đầu, cô hỏi đi, nhưng ta không đảm bảo sẽ trả lời. Long Đại chớp mắt, có phải người đang cải trang với mục đích giả heo giết hổ không? Diệp Quân. Long Đại nói tiếp, là kiểu đó đấy, cường giả tuyệt thế đến cái nơi nhỏ bé bình thường này muốn trải qua cuộc sống bình yên, sau đó làm màu ghẹo con gái. Diệp Quân hơi ngạc nhiên nhìn Long Đại, làm, sao cô lại biết từ này? Từ này đã thông dụng thế rồi sao? Long Đại nhếch môi cười, làm màu phải không? Từ này là từ ta đọc được trong một cuốn sách đó tên là Dục. Nói đến đây, mặt cô ta bỗng đỏ bừng, sau đó vội dừng lại không nói tiếp nữa. Diệp Quân vẫn khá tò mò, sao cô biết từ này? Mặc dù bây giờ hắn đã biết nơi này được gọi là Đại Lục Hoang Tàn, nhưng hắn không biết rốt cuộc nơi này thuộc về vũ trụ nào. Từ làm màu này không phải là từ của hệ Ngân Hà, không thể biết được. Thấy Diệp Quân truy hỏi, mặt Long Đại đỏ hơn, cô ta cúi đầu, ta nghe được từ người ngâm thơ. Diệp Quân hơi ngờ vực, người ngâm thơ. Long Đại đỏ mặt, sư phụ, người đừng hỏi chuyện này nữa, đi thôi, ta đi ngủ đây. Nói rồi cô ta đứng lên ngự kiếm bay đi, biến mất ở cách đó không xa. Diệp Quân mặt đầy vẻ khó hiểu. Một lúc sau, hắn lắc đầu khẽ cười. Sau đó đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau Diệp Quân đến nhà ăn, lần này hắn vẫn không gặp được Trúc Hạnh Nhiễm, lại khiến hắn không khỏi lo lắng. Lúc này, Diệp Quân nhìn thấy Táng Cương, lúc này cô bé đang lấy đồ ăn, vừa lấy xong thì có một người đàn ông đứng trước mặt cô bé, vì vóc người gầy gò nên cô bé trông có vẻ rất dễ bắt nạt. Thân hình người đàn ông đó cao lớn, khoảng 1m9, Táng Cương đứng trước mặt gã quả thật là quá nhỏ bé. Người đàn ông nhếch môi cười, người còn nhỏ thế chắc không ăn được nhiều thế đâu, thúc giúp ngươi. Nói rồi gã lấy một cái bánh bao trong đĩa đồ ăn của Táng Cương đi. Táng Cương vội gật đầu, được, cho ngươi hết. Nói rồi cô bé vứt đĩa đồ ăn lại rồi xoay người chạy đi. Người đàn ông đó lập tức bật cười. Diệp Quân nhíu mày, hắn đi thẳng đến trước mặt người đàn ông đó, nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi. Diệp Quân nhìn người đàn ông, bây giờ trả bánh bao lại cho cô bé, còn phải xin lỗi nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thế người đàn ông nổi giận, có phải ngươi lo chuyện bao đồng rồi không? Diệp Quân giơ tay lên đánh gã một cú. Bốp! Một tiếng bạt tai vang lên rất to, người đàn ông đó ngây người. Diệp Quân lắc đầu, người nghĩ ta đang đánh ngươi à? Mẹ kiếp, ta đang muốn tốt cho ngươi đấy. Nói rồi hắn lại tát thêm một cái nữa. Bốp! Người đàn ông đó bị hắn đánh ngã nhào xuống đất. Mọi người đều sửng sốt. Cách đó không xa, Đao Ca từng xảy ra mâu thuẫn với Diệp Quân trước đó run lẩy bẩy khi nhìn thấy cảnh này. Ngang ngược quá rồi. Đánh người ta còn nói là tốt cho người ta. Đánh một hồi, người đàn ông đó không chịu được nữa, vội nói, ta xin lỗi, xin lỗi.
Lúc này Diệp Quân mới dừng lại. Người đó vội bò dậy rồi chạy ra ngoài, sau khi ra ngoài hắn không đi xin lỗi mà mắng chửi mấy câu, sau đó bỏ chạy. Ngày hôm sau, trước cửa nhà ăn có thêm một thi thể nữa. Chính là thi thể của người đàn ông cao lớn đó, rất thê thảm, tứ chi bị chặt đứt, miệng còn bị nhét một cái bánh bao, mắt bị móc ra, lưỡi bị cắt. Khi nhìn thấy cảnh này, các đệ tử tạp dịch trước nhà ăn đều hoảng sợ. Táng Cương ngồi trước cửa bưng bát cơm lên ăn, thi thoảng liếc nhìn người đàn ông còn đang kêu ươm ươm. Khi Diệp Quân đến nhà ăn, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của người đàn ông đó, hắn lập tức cau mày, sau đó quay đầu nhìn Táng Cương cách đó không xa, Táng Cương lặng lẽ ăn cơm, không nói lời nào. Tiểu Tháp nói, cô bé này thật sự rất tàn độc. Diệp Quân thấp giọng thở dài, hắn nhìn người đàn ông đó, do ngươi tự rước lấy. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Không giống lần trước, lại có một người chết nữa, học viện thần điện bắt đầu để tâm nhiều hơn, sau khi hỏi một vòng ở nhà ăn, thấy không có tin tức đáng tin cậy, thế là người bên thư viện lại rời đi. Nhưng các đệ tử tạp dịch bắt đầu cảm thấy bất an. Diệp Quân nhìn Táng Cương ngồi ăn ở trước cửa, xoay người đi vào trong nhà ăn, ăn xong hắn lại đến ngoại viện. Hai hôm nay, hắn không gặp Trúc Hạnh Nhiễm. Hắn quyết định đến xem thử. Vừa đến cổng ngoại viện, hắn đã nhìn thấy một người rất quen, là Trúc Đào. Trúc Đào mặc một bộ quần áo rách dưới, có rất nhiều vết khâu vá, cực kỳ không vừa vặn, khiến gã trông có vẻ khá buồn cười. Lúc này có rất nhiều học sinh ngoại viện tập trung ở trong cổng, trong đó cũng có Trúc Hạnh Nhiễm. Các học sinh ngoại viện đó đang chỉ trỏ Trúc Đào và Trúc Hạnh Nhiễm. Khi Diệp Quân nghe được lời của một người phụ nữ hơi béo trong đó, sắc mặt hắn lập tức tối sầm. Đây là dân tị nạn à? Nghe nói mỗi ngày dân tị nạn trong khu tị nạn của họ đều phải đi nhặt thức ăn từ bãi rác, Trúc Hạnh Nhiễm, có đúng thế không? Nếu là thật, có phải cô cũng từng ăn thức ăn trong bãi rác không? Ha ha! Trúc Hạnh Nhiễm đứng ở trong đám người, sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhìn Trúc Đào, tức giận nói, chẳng phải đã nói với ông rồi sao? Đừng đến! Có việc gì ta tự mình về tìm hai người, ông còn đến làm gì hả? Trúc Đào ngơ ngác đứng trước cổng trường, không biết phải làm sao. Dứt lời, Trúc Hạnh Nhiễm xoay người nhanh chân rời đi. Các học sinh xung quanh đó còn đang chỉ trỏ, người phụ nữ mập mạp trong đó làm lố nhất, nói to đến mức ước gì cho cả học viện nghe thấy. Trúc Đào đứng trước cửa nhìn các học sinh chỉ trỏ, lúc này gã hơi hoang mang. Trúc Đào huynh. Lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh Trúc Đào. Trúc Đào xoay người lại nhìn, lúc nhìn thấy Diệp Quân, gã sửng sốt, Diệp đệ. Diệp Quân cười nói, trùng hợp vậy. Trúc Đào hơi ngờ vực nói, sao ngươi ở đây? Diệp Quân nói, ta làm công ở trong này. Trúc Đào cười nói, thế à? Diệp Quân, đi thôi, ta mời huynh ăn cơm. Nói rồi hắn kéo Trúc Đào xoay người đi. Diệp Quân đưa Trúc Đào đến một quán ăn trong trường học viện, đây là quán ăn do học viện mở, nhưng không miễn phí, phải tự chi trả, thông thường sẽ có vài con cháu nhà giàu và giáo viên đến đây ăn. Diệp Quân và Trúc Đào vừa đến trước quán ăn, một người đàn ông mặc đồ được làm bằng vải thô, thắt lưng bằng sợi dây gai bước ra, khi người đàn ông bước ra, trên môi nở nụ cười, vẻ mặt cung kính, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Quân và Trúc Đào đến, nụ cười của y lập tức biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Sự cung kính không còn nữa, lưng cũng thẳng tắp. Người đàn ông cảm thấy phiền vẫy tay, muốn xin cơm thì đi chỗ khác. Diệp Quân giơ tay lên, một linh tinh bay tới trước mặt người đàn ông, khi nhìn thấy linh tinh đó, mắt người đàn ông sáng lên, môi nở nụ cười, hai vị khách quan, mời, mời vào. Diệp Quân kéo Trúc Đào còn hơi thấp thỏm đi đến trước một bàn rồi ngồi xuống, hắn gọi bừa vài món, sau đó nhìn thiếu niên trước mặt, làm nhanh lên. Thiếu niên vội nói, vâng vâng. Nói rồi y lui xuống. Trúc Đào nhìn xung quanh, thấy xung quanh được trang trí cực kỳ xa hoa, gã lại càng cảm thấy bất an, chậm rãi đứng dậy nói, Diệp đệ, ta không đói. Diệp Quân mỉm cười nói, Đào huynh đến tìm Hạnh Nhiễm à? Trúc Đào gật đầu, ừ, bọn ta đã gom đủ học phí cho nó rồi, ta đến để đưa học phí cho nó, hai. Nói đến đây y hít sâu một hơi, vẻ mặt hiện lên vẻ mất mát. Diệp Quân biết gã đang vì thái độ vừa rồi của Trúc Hạnh Nhiễm,
Thế là khuyên, Hạnh Nhiễm còn nhỏ, có vài chuyện vẫn chưa hiểu, sau này sẽ từ từ thấu hiểu thôi. Trúc Đào lắc đầu, ta không trách nó, là bọn ta làm cha mẹ nợ nó. Diệp đệ, người không biết đứa nhỏ này khổ thế nào đâu, từ nhỏ đã đi theo bọn ta sống ở nơi như vậy, tối tăm mù mịt, nguyện vọng lớn nhất cả đời này của ta và mẹ nó là mong nó có thể rời khỏi khu dân cư đó, mà bản thân nó cũng rất cố gắng, người có biết không? Từ lúc 10 tuổi, nó đã một mình đến học viện thần miếu đi học rồi. Nói đến đây, nước mắt gã chợt dâng trào, ta biết vì thân phận của ta và mẹ nó nên nó thường xuyên bị các bạn cùng lớp ở học viện coi thường, lần này ta quả thật hết cách rồi, bình thường ta sẽ hẹn gặp nó ở ngoài trường, nhưng lần này nó đã không ra ngoài liên tiếp 2 ngày rồi, ta hơi lo nên mới. Dường như gã nghĩ đến điều gì, vội lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Diệp Quân, Diệp đệ, trong này là số học phí còn lại của nó, người đưa cho nó giúp ta. Diệp Quân nhìn chiếc khăn tay, khẽ gật đầu, được. Nói rồi hắn cất chiếc khăn tay đi. Lúc này đồ ăn được bưng lên, Diệp Quân gọi một con gà, một con cá, một bát thịt lợn kho và vài món mặn. Lúc nhìn thấy bàn đồ ăn này, Trúc Đào sửng sốt, gã chưa từng nhìn thấy những thứ này. Diệp Quân cười nói, Đào huynh, ăn đi. Nói rồi hắn đưa đũa đến trước mặt Trúc Đào. Trúc Đào hơi do dự, Diệp đệ. Chỗ nào tiêu tốn hết không ít nhỉ? Diệp Quân mỉm cười, không bao nhiêu đâu, nào, ăn trước đã. Trúc Đào do dự một lát, sau đó mới bắt đầu gắp đồ ăn. Gã lần đầu ăn mấy món này, vừa ăn một miếng, mặt gã đầy vẻ không thể tin được, Diệp đệ, đây. Diệp Quân mỉm cười nói, sao thế? Trúc Đào khó tin nói, trên thế giới này còn có đồ ăn ngon đến vậy. Nụ cười trên môi Diệp Quân đông cứng lại, hai bàn tay đặt dưới bàn của hắn bất giác siết chặt lại. Trúc Đào ăn rất nhanh, một lúc sau, gã bỗng nhìn Diệp Quân, Diệp đệ, ngươi cũng ăn. Diệp Quân mỉm cười nói, ta không đói, huynh ăn đi. Trúc Đào gật đầu, gã tiếp tục ăn, ăn được một lúc gã bỗng dừng lại. Diệp Quân nói, sao thế? Trúc Đào do dự nói, Diệp đệ. Chỗ này, ta có thể đóng gói mang đi không? Ta! Nói đến đây gã bỗng cảm thấy hơi ngượng. Diệp Quân nói, tất nhiên là được, được chứ. Nói rồi Diệp Quân nhìn người phục vụ đứng cách đó không xa, người qua đây. Người phục vụ vội bước đến, quý khách có gì dặn dò? Diệp Quân nói, đóng gói lại cho ta. Người phục vụ sửng sốt, đóng gói. Diệp Quân cau mày, có vấn đề gì sao? Người phục vụ nhìn Diệp Quân và Trúc Đào mặt đầy vẻ xấu hổ, mặc dù cảm thấy khinh thường nhưng vì tiền nên y vẫn gật đầu nói, xin quý khách đợi một lát. Nói rồi y xoay người đi vào trong. Sau khi đi đến sau quầy hàng, người phục vụ khinh thường nói, ăn một bữa cơm mà còn đóng gói, ông đây chưa từng thấy ai nghèo như thế, gì vậy trời? Trên bàn ăn, Diệp Quân cười nói, Đào huynh, bao giờ thì huynh về? Trúc Đào lau miệng nói, đi ngay đây. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, nhanh thế sao? Trúc Đào gật đầu, mỉm cười, lần này ta đến bằng xe ngựa của quản lý mỏ quặng, tối nay hắn đã đi rồi nên buổi tối ta cũng phải đi, nếu không đến lúc đó ta phải đi bộ về. Nếu đi bộ về sẽ phải mất một tháng, ta không thể trì hoãn dù chỉ một ngày chứ đừng nói một tháng. Diệp Quân gật đầu, ừ. Lúc này người phục vụ cầm mấy cái bao đến. Diệp Quân đóng gói hết tất cả các món trên bàn, cuối cùng bỏ hết vào trong một cái bao. Trúc Đào cũng giúp đóng gói lại, nhìn thấy Trúc Đào lấy hết không chừa một giọt canh, ánh mắt người phục vụ lại lộ ra vẻ khinh thường. Làm việc cả đời chưa từng thấy ai nghèo như thế. Thật ra làm phục vụ như thế, cuộc sống của y cũng không hề khá giả, sở dĩ khinh thường như thế còn một nguyên khác nữa, đó là vì làm việc trong quán rượu, nếu khách không ăn hết đồ ăn thì đồ đó sẽ là của họ. Mà hai người trước mặt này đều đóng gói mang về hết tức là y chẳng có cái vẹo gì cả. Đóng gói xong, Diệp Quân thanh toán tiền rồi rời đi cùng Trúc Đào. Vừa ra khỏi cửa quán, hắn bỗng sửng sốt vì một người phụ nữ đi về phía hắn, chính là Táng Cương. Cô bé mặc chiếc váy rách dưới, còn phối thêm một cái mũ màu đỏ tồi tàn. Nhìn thấy Diệp Quân, cô bé không nói gì, đi thẳng vào quán ăn. Diệp Quân nhìn Táng Cương lướt qua. Sau đó dẫn Trúc Đào rời đi. Táng Cương đến trước quán ăn, người phục vụ ngăn cô bé lại,
y nhìn Táng Cương cau mày, chán ghét nói, muốn xin ăn thì đi chỗ khác. Táng Cương nhìn người phục vụ không nói gì. Người phục vụ nhìn vóc người gầy gò của cô bé, lập tức trợn mắt nhìn cô bé, nhìn gì mà nhìn. Nhìn nữa là móc mắt người đấy. Táng Cương lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sau đó xoay người bỏ chạy. Người phục vụ đắc ý bật cười. Diệp Quân dẫn Trúc Đào ra ngoài, sau đó hắn quay đầu sang nhìn Trúc Đào, Đào huynh, huynh đợi ở bên trong một chút nhé. Nói rồi hắn xoay người chạy đi. Trúc Đào hơi ngờ vực. Không lâu sau, Diệp Quân ôm một cái bao lớn chạy đến, hắn đặt bao xuống rồi cười nói, Đào huynh, trong túi này có một ít lương khô bánh quy, có thể bảo quản lâu dài, huynh có thể mang về. Trúc Đào vội nói, Diệp đệ, không ổn lắm đâu. Diệp Quân đặt túi trước mặt gã, cười nói, huynh mau về đi. Trúc Đào do dự một chốc, sau đó nói, Diệp đệ, ngươi ta. Diệp Quân cười nói, mau đi đi. Trúc Đào gật đầu. Ừ. Nói rồi gã vác bao vải đó lên vai rồi rời đi, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, gã quay đầu lại nhìn Diệp Quân, Diệp đệ, ta cứ có cảm giác ngươi không phải người bình thường, ta, ngươi có thể giúp ta chăm sóc Tiểu Nhiễm không? Diệp Quân gật đầu, được chứ? Trúc Đào cong môi cười, cảm ơn. Nói rồi gã vác bao tải lên rồi xoay người đi. Nhìn Trúc Đào biến mất ở cuối tầm nhìn, Diệp Quân trầm lặng hồi lâu rồi xoay người đi. Diệp Quân đến ngoại viện, hỏi thăm mấy lần mới tìm được Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn mặc chiếc váy cũ, gương mặt như phủ một tầng xương giá. Diệp Quân đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho Trúc Hạnh Nhiễm, đây là học phí mà cha cô đưa cho cô, huynh ấy đi rồi. Trúc Hạnh Nhiễm im lặng hồi lâu, sau đó nhận lấy chiếc khăn tay. Diệp Quân không nói gì, xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm cũng xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước cô ta bỗng quay người lại nhìn Diệp Quân, có phải ngươi rất xem thường ta không? Diệp Quân dừng bước, hắn xoay người lại nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, cô muốn nói gì? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm hắn, phải, ta ghét ông ta làm ta mất mặt đấy. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, cô nghĩ có một người cha nghèo rất mất mặt sao? Trúc Hạnh Nhiễm bỗng nhiên tức giận nói, lẽ nào không phải sao? Ngươi có biết những năm qua ta sống như thế nào không? Lần đầu ta đến trường, mọi người đều ăn mặc rất đẹp, chỉ có ta ăn mặc như một kẻ ăn mày. Năm nào đến lúc nộp học phí cũng chỉ có nhà ta là nộp học phí chậm, mỗi lần như thế ta đều sẽ bị giáo viên gọi lên khiển trách trước mặt, mỗi lần trường có hoạt động tập thể, chỉ có mình ta không thể tham gia, vì nhà ta không đủ khả năng chi trả phí hoạt động, ta rất muốn hỏi họ. Tại sao lại sinh ta ra, tại sao? Hai mắt Trúc Hạnh Nhiễm đỏ bừng, hai mắt ngập nước, nhưng cô ta lại không cho nước mắt rơi xuống. Diệp Quân im lặng một lúc lâu, thở dài một hơi, sau đó nói, học được kiếm kỹ đó chưa? Trúc Hạnh Nhiễm sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ Diệp Quân sẽ đột ngột hỏi như thế, một lúc sau cũng không biết nên trả lời thế nào. Diệp Quân nhìn cô ta, hỏi tiếp, học được chưa? Trúc Hạnh Nhiễm bướng bỉnh quay đầu đi, không nói câu gì. Diệp Quân nói, tối nay tới thư viện gặp ta. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân đang rời đi ở phía xa, nắm tay thật chặt, ngươi không mắng ta sao? Diệp Quân dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm, nhỏ giọng nói, ta không có tư cách để mắng cô, ta tự hỏi bản thân mình, nếu ta biến thành cô, chắc chắn ta sẽ không bằng cô. Ở trong lòng ta, cô thật sự rất mạnh mẽ, thật đó. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ở sau lưng, nước mắt của Trúc Hạnh Nhiễm chợt rơi xuống. Trên đường đi, Tiểu Tháp nói, suy nghĩ của cô bé đó có vấn đề. Diệp Quân gật đầu nói, có vấn đề là chuyện bình thường, đừng nói tới cô ta, nếu ta trải qua cuộc sống như cô ta, chắc chắn cũng sẽ không bình thường, cô ta, Trúc Đào và Thím Khương đều không sai. Sai là ở thời đại này. Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng Thanh Châu là thế giới cấp thấp nhất rồi, nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn biết quá ít về thế giới này. So với nơi này, Thanh Châu chắc chắn là một thiên đường chốn nhân gian. Gian khổ là gì chứ? Không phải là không có cách nào để tu luyện đã gọi là gian khổ, mà là, ngay cả việc sống thôi cũng đã quá khó khăn mới thực sự gọi là gian khổ.
Trúc Đào và Thím Khương chưa đủ nỗ lực sao? Tất nhiên là rất nỗ lực. Nhưng bọn họ cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình chỉ bằng sự nỗ lực được, là một con người của thời đại, càng nỗ lực càng lăn xả thì càng không có hy vọng, thì chắc chắn vấn đề phát sinh không nằm ở chỗ con người. Diệp Quân không về thẳng thư viện, hắn chuẩn bị đi tới quán cơm để ăn cơm, khi hắn đi tới quán cơm đó, bỗng chốc sửng sốt. Lúc này, ở phía trước quán cơm có một người đàn ông đang nằm trong vũng máu, không ngừng co giật. Diệp Quân lại gần nhìn thử, phát hiện đó chính là nhân viên phục vụ lúc trước. Lúc này, người nhân viên phục vụ đang trong tình trạng rất thảm thương, tay chân bị cắt đứt, đầu lưỡi cũng bị cắt mất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, mặt mày Diệp Quân tối sầm, hắn quay người rời đi. Diệp Quân đi tới thư viện, vừa vào trong thư viện hắn đã nhìn thấy Táng Cương, cô bé đang ngồi trong góc tủ sách đọc sách. Diệp Quân đi tới trước mặt cô bé, nhìn chằm chằm cô bé. Táng Cương ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống đọc sách tiếp, nhưng tay trái cô bé lại âm thầm đưa ra sau lưng, đó là nơi cô bé giấu đao, nhưng vẻ mặt cô bé vẫn vô cùng bình tĩnh, còn hơi ngây ngô. Diệp Quân nhìn Táng Cương, người đó là do ngươi giết đúng không? Táng Cương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chớp mắt nhìn, vẻ mặt vô tội. Diệp Quân nhìn chằm chằm Táng Cương, im lặng, nếu không phải hắn đã từng quen biết cô bé này thì hắn cũng sẽ bị vẻ ngoài ngây thơ này của cô bé đánh lừa. Bây giờ nhìn lại, hắn không nhìn thấy chút tà ác nào trong ánh mắt cô bé. Sau khi Diệp Quân im lặng một lúc, hắn ngồi xuống rồi nói, ngươi muốn đọc sách không? Táng Cương gật đầu. Diệp Quân hỏi, tại sao lại muốn đọc sách? Táng Cương nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân im lặng, hắn cầm lấy quyển sách trên tay Táng Cương, lúc nhìn thấy cuốn sách đó, vẻ mặt hắn chợt tối sầm. Giải phẫu học. Quyển sách này dạy cách làm thế nào để giải phẫu cơ thể con người. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Táng Cương nhìn lại hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp. Diệp Quân im lặng một lúc, sau đó nói, người đọc sách để giết người dễ hơn à? Táng Cương im lặng, đột nhiên cô bé nhìn vào mờ u bàn tay mình, trên đó có một con kiến đang bò, cô bé cau mày lại, cô bé không giết con kiến đó, thay vào đó, cô bé cẩn thận để con kiến xuống đất, sau đó lấy ra một miếng bánh bao nhỏ. Con kiến đó bò tới miếng bánh bao, gặm một lúc lâu, nó đột nhiên quay người bỏ đi. Táng Cương nằm trên mặt đất và đi theo nó. Vẻ mặt Diệp Quân đầy nghi ngờ. Ngay sau đó, Táng Cương đi theo con kiến tới một góc tường, trong góc tường có một cái hang nhỏ xíu, nhìn thấy con kiến bỏ vào trong cái hang ấy, Táng Cương đột nhiên đứng dậy rời đi, nhưng một lúc sau, cô ta bưng một chén nước sôi đi tới, sau đó đổ hết chén nước sôi đó vào trong tổ kiến trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quân. Diệp Quân! Táng Cương cầm theo chén nước và cuốn giải phẫu học xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô bé, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, cô bé này là một người tàn nhẫn. Diệp Quân không nói gì, đương nhiên là hắn biết cô bé này là một người rất tàn nhẫn, vào lần đầu tiên gặp mặt, suýt chút nữa hắn đã bị đối phương giết chết. Không suy nghĩ gì nhiều nữa, hắn bắt đầu quét dọn vệ sinh, không lâu sau, hai mắt của hắn bị che lại, ngay sau đó. Một giọng nói kỳ quái vang lên bên tai, đoán coi ta là ai. Diệp Quân nói, Long Đại. Long Đại buông tay ra, cười hì hì, sau đó lấy ra một xiên thịt đưa cho Diệp Quân, sư phụ, cho người. Diệp Quân cầm lấy xiên thịt cắn một miếng, sau đó cười nói, gần đây tu luyện thế nào rồi. Long Đại đáp, học xong hết rồi, sư phụ, khi nào người mới dạy kiếm kỹ mới cho ta vậy. Vừa nói. Trên mặt cô ta tràn đầy mong đợi. Diệp Quân cười nói, mai. Long Đại gật đầu, dạ. Vừa nói, cô ta vừa lấy một tấm thiệp mời ra đưa cho Diệp Quân, sư phụ, cho người. Diệp Quân hơi nghi ngờ, đây là. Long Đại cười nói, mai là sinh nhật của ta, đây là thiệp mời, sẽ tổ chức ở sảnh của Học viện Thần Miếu, người nhớ phải đến đó. Diệp Quân nói, ta đi. Không thích hợp lắm nhỉ. Long Đại trừng mắt nhìn hắn, có gì mà không thích hợp chứ, dù sao thì ngày mai người nhất định phải đến. Diệp Quân suy nghĩ một lúc, sau đó nói, được rồi. Nhưng ngày mai cô phải bảo vệ ta thật tốt, ta sợ sẽ có người muốn nhằm vào ta.
Phụt. Long Đại cười nói, sư phụ, người thật biết nói đùa. Diệp Quân. Không thể không nói, hắn hơi nghi ngờ, rốt cuộc cô gái này đang đọc sách gì vậy? Lại còn hiểu nhiều từ ngữ ở hệ Ngân Hà như vậy. Long Đại và Diệp Quân trò chuyện một lúc lâu mới rời đi, Diệp Quân đứng ở cửa thư viện nhìn bóng lưng Long Đại, khẽ nói Tháp gia, những ngày không có kẻ địch nhằm vào, thật không quen. Tiểu Tháp trầm giọng nói, người muốn ăn đòn hả? Diệp Quân cười ha ha. Đêm nay hắn đợi Trúc Hạnh Nhiễm, nhưng chờ rất lâu, Trúc Hạnh Nhiễm vẫn không xuất hiện, hắn đang định nghỉ ngơi, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, cách đó không xa, có một cô gái đang đứng, chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Diệp Quân đi ra ngoài, Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn, nhưng không nói gì. Diệp Quân nói, đi cùng ta. Nói xong, hắn xoay người đi về phía sau rừng trúc. Trúc Hạnh Nhiễm do dự, sau đó vẫn đi theo, đến phía sau rừng trúc, hắn xoay người nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, học được bao nhiêu rồi. Trúc Hạnh Nhiễm nói, một chút xíu. Diệp Quân gật đầu, thi triển cho ta xem. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, sau đó rút ra kiếm từ bên hông, chân phải điểm nhẹ trên mặt đất, cả người bay ra ngoài, vừa bay vừa vung kiếm liên tục, trong nháy mắt, mấy luồng kiếm quang bay ra cách đó vài mét. Khi cô ta dừng lại, khuôn mặt đã tái nhợt. Không thiết thực. Diệp Quân đột nhiên nói. Trúc Hạnh Nhiễm lập tức trừng mắt nhìn Diệp Quân, ngươi nói gì? Diệp Quân nhìn chằm chằm cô ta, không khách sáo nói, ta nói cô không thiết thực. Trúc Hạnh Nhiễm lập tức tức giận, mấy ngày nay mỗi ngày cô ta đều điên cuồng luyện tập, kiếm kỹ vừa rồi cô ta đã phát huy hơn hẳn bình thường, có thể nói, cô ta đã vô cùng hài lòng với kết quả này. Diệp Quân nhìn khuôn mặt viết đầy vẻ không phục của Trúc Hạnh Nhiễm, khẽ lắc đầu, cốt lõi của kiếm kỹ này là chú trọng giết người bằng một nhát kiếm, nhưng lại bị cô tu luyện thành không thiết thực, đẹp thì đẹp, nhưng tính hữu dụng của nó giảm đi rất nhiều. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quân, người đến biểu diễn thử xem. Diệp Quân nói, xuất kiếm. Trúc Hạnh Nhiễm bỗng nhiên dùng kiếm đâm về phía bả vai Diệp Quân, nhưng Diệp Quân chỉ hơi xoay người đã né được kiếm của cô ta, sau đó, cô ta còn chưa kịp phản ứng, hai ngón tay của Diệp Quân đã chỉ vào cổ họng cô ta. Hai mắt Trúc Hạnh Nhiễm mở to, vẻ mặt khó tin. Diệp Quân thu ngón tay về, bước sang bên cạnh. Nhìn Trúc Hạnh Nhiễm còn muốn thử nữa không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi, sao có thể? Diệp Quân nói, tiếp theo, cô làm theo lời của ta, trước tiên nhắm mắt lại, tĩnh khí tập trung tinh thần, còn mở mắt ra làm gì? Mau nhắm lại đi. Trúc Hạnh Nhiễm chậm rãi nhắm mắt, giọng nói của Diệp Quân tiếp tục vang lên, bớt suy nghĩ lung tung. Một lúc lâu sau, dưới sự hướng dẫn của Diệp Quân, đột nhiên Trúc Hạnh Nhiễm rút kiếm. Kiếm vung ra, một luồng kiếm khí bay ra mấy chục trượng, cuối cùng chém cây cổ thụ thành từng mảnh. Khi nhìn thấy kiếm của mình có uy lực lớn như vậy, hai mắt Trúc Hạnh Nhiễm mở to, hơi khó tin nhìn thanh kiếm trong tay, giọng run run nói, đó là ta, làm sao? Diệp Quân trầm giọng nói, cô nói xem. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta là Diệp đệ của cha ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm chấn động. Chậc chậc. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên giọng nói quỷ dị, Trúc Hạnh Nhiễm, cô lấm la lấm lét, ta biết ngay là cô không tốt lành gì, hóa ra cô đến đây tằng tịu với đàn ông. Diệp Quân cau mày, quay đầu nhìn, cách đó không xa, một cô gái mập mạp đang chạy tới, cô ta phấn khích hét lên, Trúc Hạnh Nhiễm, cô tằng tịu với đàn ông, hơn nữa còn là đệ tử tạp dịch với dân tị nạn, thật xứng đôi, xứng đôi. Giọng cô ta rất to, lập tức thu hút nhiều người đến. Khi mọi người nhìn thấy Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm, họ đều nhao nhao bắt đầu chỉ trỏ. Sắc mặt Trúc Hạnh Nhiễm lúc xanh lúc trắng. Cô gái mập càng nói càng hăng, chậc chậc, Trúc Hạnh Nhiễm, không ngờ khẩu vị của cô kém cỏi như vậy, tìm một tên đệ tử tạp dịch, mọi người mau đến xem, Trúc Hạnh Nhiễm lại tằng tịu với một tên đệ tử tạp dịch, ta vừa thấy bọn họ ôm nhau hôn hít, buồn nôn chết mất. Thấy cô gái mập tung tin đồn nhảm như vậy, Trúc Hạnh Nhiễm tức đến phát run. Diệp Quân đi đến bên cạnh Trúc Hạnh Nhiễm, chém chết cô ta. Trúc Hạnh Nhiễm hơi giật mình, khó tin nhìn Diệp Quân. Cô gái mập nghe thấy lời Diệp Quân nói, đến đây này,
cầu xin ngươi chém chết ta đấy. Dứt lời, cô ta còn đưa đầu đến. Trúc Hạnh Nhiễm chợt xoay người kéo Diệp Quân rời đi, đi. Diệp Quân nhìn thoáng qua cô gái mập, sau đó quay đầu nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, tại sao cô ta luôn nhắm vào cô. Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói, ta chung lớp với cô ta, nhưng thành tích của ta cao hơn cô ta, cộng thêm việc ta không nịnh bợ cô ta như những người khác, dĩ nhiên, nguyên nhân chính là ta không có chỗ dựa vững chắc, xuất thân là dân tị nạn, dễ bị bắt nạt. Nói đến đây, cô ta dừng lại rồi nói tiếp, thật ra lúc đầu ta không hiểu vì sao cô ta luôn nhắm vào ta, nhưng sau này ta mới hiểu, có một số người trời sinh đã xấu. Diệp Quân khẽ gật đầu, có lý. Thấy Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm chạy trốn, cô gái mập càng thêm đắc ý, một hồi khiêu khích, cho đến khi Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm hoàn toàn biến mất ở phía xa, cô ta mới xoay người rời đi. Lúc rời đi, cô ta nhìn thấy Táng Cương đến hóng hớt, thấy Táng Cương là đệ tử tạp dịch, cô gái mập lập tức trừng mắt nhìn cô ta, hơn nữa còn nhổ nước bọt, hừ, đồ đệ tử tạp dịch thấp hèn. Táng Cương nhìn cô ta, không nói lời nào. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều người tập trung trong rừng trúc. Đêm qua, người phụ nữ mập đó bị treo trên một cái cây, trên đầu có một lỗ nhỏ bùng lên ngọn lửa như ngọn nến, nhưng lại không lớn. Thắp đèn trời. Đôi mắt của người phụ nữ mập mở to, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, nét mặt mập mạp của cô ta đã vặn vẹo đến mức biến dạng vì đau đớn, trông rất đáng sợ. Cô ta chưa chết, nhưng cũng hấp hối, cô ta không thể kêu thành tiếng được vì lưỡi của cô ta đã bị cắt đi. Mà người cắt lưỡi của cô ta còn nhét một miếng vải vào miệng cô ta để tránh cho cô ta chết sớm vì mất quá nhiều máu. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều cảm thấy rùng mình. Ai đã làm chuyện này? Lúc này, một ông lão chậm rãi đi tới, nhìn thấy ông lão này, các học sinh xung quanh vội chào hỏi, chào Tần trưởng lão. Tần trưởng lão? Trưởng lão ngoại viện thần miếu phụ trách cả ngoại viện. Khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của người phụ nữ mập, sắc mặt của Tần trưởng lão lập tức tối sầm lại, ông ta nhìn chằm chằm người phụ nữ mập đang hấp hối, ai làm thế? Không có ai trả lời cả. Tần trưởng lão bỗng tức giận nói, còn không mau cứu người. Nghe thế hai thị vệ ở một bên nhanh chóng chạy tới cứu người, nhưng khi họ vừa động vào sợi dây, một bát dầu bất ngờ đổ xuống từ ngọn cây phía trên sợi dây. Người phụ nữ mập đó bùng cháy. Biến thành một quả cầu lửa. Thấy thế sắc mặt Tần trưởng lão lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mọi người cũng đều biến sắc, hoảng sợ nhìn người phụ nữ mập bị thiêu cháy đó, thủ đoạn này quả thật quá tàn nhẫn. Cứ thế chẳng mấy chốc người phụ nữ mập đó bị cháy đen. Sắc mặt Tần trưởng lão tái mét, tức giận nói, điều tra cho ta. Các học viên ngoại viện không phải là đệ tử tạp dịch. Chết rồi thì thôi, hơn nữa gia đình của người phụ nữ mập này còn không tầm thường. Lúc biết được tình trạng chết của người phụ nữ đó, Diệp Quân đang dọn dẹp lập tức cau mày. Sao người phụ nữ này lại chọc vào tiểu ma đầu kia vậy chứ? Tình trạng thê thảm này chắc chắn chỉ có cô bé đó làm thôi. Lúc này, Táng Cương vừa bước vào thư viện, cô bé liếc nhìn Diệp Quân, sau đó đi đến một góc rồi lấy một cuốn sách cổ màu đen ra đọc. Hai thị vệ bỗng bước vào, họ đến thẳng trước mặt Diệp Quân, một thị vệ trong đó nói, ngươi là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu. Thị vệ nói, đi theo bọn ta. Nói rồi y định bước đến bắt người. Diệp Quân hơi ngờ vực, các ngươi là? Thị vệ đó trợn mắt nhìn hắn, đừng nhiều lời. Nói rồi hai người bắt hắn đi. Một lúc sau, Diệp Quân được hai người đưa tới một đại điện, khi đến đại điện. Hắn sửng sốt vì thấy Trúc Hạnh Nhiễm cũng ở đó. Người ngồi ở vị trí đầu chính là Tần trưởng lão. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm, tối qua các ngươi đã xảy ra mâu thuẫn với Chu Điệp à? Chu Điệp là tên của người phụ nữ mập đó. Nghe đối phương hỏi thế, Diệp Quân hiểu ra ngay, đây là vì cái chết của người phụ nữ mập đó. Diệp Quân nói, trưởng lão, chưa nói đến việc mâu thuẫn. Cô ta mắng bọn ta nhưng bọn ta không so đo với cô ta, lúc đó đã đi rồi, các học sinh tại đó cũng nhìn thấy. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quân, ngươi là đệ tử tạp dịch à? Diệp Quân gật đầu, dọn dẹp thư viện. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó hỏi, ngươi có thể ra ngoài rồi.
Dĩ nhiên ông ta không nghĩ một đệ tử tạp dịch có thể giết một học sinh ngoại viện, có nói thế nào thì Chu Điệp đó cũng là võ giả cấp 3. Diệp Quân không đi mà nhìn Trúc Hạnh Nhiễm ở một bên, trưởng lão, Trúc cô nương. Tần trưởng lão hít mắt, có liên quan đến ngươi sao? Diệp Quân giải thích, tối qua ta và cô ấy đi cùng nhau, rất nhiều học viên đều nhìn thấy. Tần trưởng lão mặt không cảm xúc, vậy thì ngươi ở lại, Trúc Hạnh Nhiễm ra ngoài đợi trước đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, sau đó đứng lên đi ra ngoài, sắc mặt cô ta không tốt lắm. Trúc Hạnh Nhiễm đi rồi, trong điện chỉ còn lại Diệp Quân và Tần trưởng lão. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quân, ta biết ngươi không có khả năng giết Chu Điệp, nhưng Trúc Hạnh Nhiễm thì có. Diệp Quân giải thích, trưởng lão, tối qua Trúc cô nương và ta. Tần trưởng lão ngắt lời Diệp Quân, ngươi làm việc ở thư viện à? Diệp Quân gật đầu. Tần trưởng lão nhìn hắn, bắt đầu từ ngày mai, bổng lộc hàng tháng của ngươi tăng thêm 3 linh tinh. Diệp Quân sửng sốt. Tần trưởng lão nói tiếp, ta biết ngươi không có năng lực giết Chu Điệp, nhưng Trúc Hạnh Nhiễm và Chu Điệp trước giờ đã có mâu thuẫn với nhau, hơn nữa cô ta hoàn toàn có khả năng giết Chu Điệp, ngươi, hiểu ý của ta chứ? Đối phương nói đến đây, Diệp Quân đã hiểu được. Ông già này không tìm được hung thủ thật nên muốn để Trúc Hạnh Nhiễm gánh tội. Xem ra lai lịch của Chu Điệp này không đơn giản. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, Tần trưởng lão, làm thế có phải không ổn lắm không? Tần trưởng lão híp mắt, ngươi chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, vì chuyện này quả thật không liên quan đến Trúc cô nương. Tần trưởng lão nhìn Diệp Quân, chẳng trách ngươi chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch, cả đời này ngươi đều chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch. Diệp Quân mỉm cười nói, ông nội ta cũng từng làm đệ tử tạp dịch. Tần trưởng lão chế nhạo, thì ra cả nhà ngươi đều là đệ tử tạp dịch, thảo nào. Nói rồi ông ta vung tay lên, cút đi. Diệp Quân, chuyện này không liên quan đến Trúc cô nương, trưởng lão. Tần trưởng lão bỗng đập lên bàn một cái, ông ta tức giận nhìn Diệp Quân, ta nói cho ngươi biết cái chết của Chu Điệp là do Trúc Hạnh Nhiễm làm. Trong thư viện, nếu muốn ai gánh tội, Trúc Hạnh Nhiễm chắc chắn là người thích hợp nhất, vì không có tiền, không có quyền, không có thế. Diệp Quân bỗng lấy một chiếc nhẫn ra đặt trước mặt Tần trưởng lão, trong chiếc nhẫn vừa đủ 100 linh tinh. Thấy thế Tần trưởng lão sừng sốt. Diệp Quân nói, Tần trưởng lão, ta đến đây với Long Đại Tiểu Thư, mà Trúc Hạnh Nhiễm cô nương là bạn của Long Đại Tiểu Thư. Trước đó Long Đại Tiểu Thư đã từng giải thích chuyện này không liên quan đến Trúc Hạnh Nhiễm cô nương rồi. Long Đại. Nghe Diệp Quân nói thế, Tần trưởng lão biến sắc, đây không phải là người mà ông ta có thể chọc vào. Nhưng ông ta lại hơi nghi ngờ. Diệp Quân lại nói, nếu Tần trưởng lão không tin, có thể đi hỏi Long Đại Tiểu Thư bất cứ lúc nào. Nghe Diệp Quân nói một cách bình tĩnh tự tin như vậy, Tần trưởng lão do dự một chốc, sau đó vẻ mặt dịu đi không ít, thì ra là bạn của Long Đại Tiểu Thư, đây rõ ràng chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm. Ông ta không chắc những lời Diệp Quân nói là thật hay giả, nhưng thà tin chuyện này là thật còn hơn là không tin. Ngộ nhỡ là thật tức là đắc tội với Long Đại. Ông ta không dám đắc tội với Long Đại. Hơn nữa đại lục bị vứt bỏ sắp có biến cố, lúc này mà đắc tội với Long Đại thì là tự tìm đường chết. Diệp Quân không nói gì, đứng dậy rời đi. Sau khi ra ngoài, Diệp Quân nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm ở một bên, chỉ thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, hai tay siết chặt. Diệp Quân thầm thở dài. Hắn biết, nếu không gặp hắn, Trúc Hạnh Nhiễm có thể sẽ bị kéo ra gánh tội, đối mặt với tình huống này. Một người không có quyền thế như cô ta hoàn toàn không có cách giải quyết nào khác, thậm chí không có chỗ để kêu oan. Thật ra có nhiều lúc thế đạo này đen tối đến mức không chấp nhận được. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, hắn bước đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó nói, không sao nữa rồi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, ông ta. Diệp Quân lại nói, không có việc gì. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nói, đi chăm chỉ tu luyện đi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn bóng lưng hắn, hồi lâu cũng không nói gì. Diệp Quân đi một vòng quay học viện, cuối cùng hắn tìm được sảnh thần miếu, hắn chưa quên hôm nay phải tham gia tiệc sinh nhật của Long Đại. Lúc hắn đến sảnh thần miếu, một thị vệ bỗng bước đến ngăn hắn lại, Diệp Quân lấy thiệp mời ra.
Thị vệ nhìn thiệp mời trong tay hắn, cau mày, không phải là ngươi nhặt được đó chứ? Diệp Quân cười nói, vậy ngươi có muốn vào trong hỏi thử xem không? Thị vệ nhìn hắn, lại nhìn thiệp mời, sau đó nói, vào đi. Diệp Quân nhận lấy thiệp mời, đi vào trong đại điện rất rộng lớn, trang trí rất xa hoa, lúc này đã có không ít người đến rồi. Diệp Quân liếc mắt đã nhìn thấy Long Đại, hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài màu tím, bớt đi khí thế anh kiệt, trở nên nho nhã hơn, cô ta đứng giữa đám đông giống như vì sao ôm lấy vầng trăng, rất chói mắt. Lúc này Long Đại cũng nhìn thấy hắn, cô ta vội chạy đến trước mặt Diệp Quân, mỉm cười, sư, Diệp công tử. Diệp Quân cười nói, chúc mừng sinh nhật. Long Đại cười, cảm ơn. Long Đại, vị này là... Lúc này một người đàn ông mặc áo gấm bước đến, cười hỏi. Long Đại cười nói, đây là Diệp Quân công tử, bạn của ta. Bạn. Vừa nghe nói thế, mọi người trong đó đều rất ngạc nhiên, vì cách Diệp Quân ăn mặc là của đệ tử tạp dịch. Người đàn ông mặc áo gấm cũng hơi giật mình, gã vừa định nói gì đó thì Long Đại đã nắm lấy cánh tay Diệp Quân đi đến đằng xa. Nhìn thấy thế, ánh mắt người đàn ông mặc áo gấm xa sầm. Long Đại kéo Diệp Quân ra khỏi đại điện rồi đi lên tầng cao nhất của sảnh thần miếu, cô ta kéo Diệp Quân ngồi trên tầng cao nhất, từ vị trí này có thể nhìn thấy được gần hết học viện thần miếu, tầm nhìn rất tốt. Diệp Quân cười nói, cô muốn để ta trở thành tình địch chung của mọi người à? Dĩ nhiên hắn có thể nhìn ra được có rất nhiều người trong đại sảnh thích Long Đại, đương nhiên đây là chuyện bình thường, thân phận của Long Đại không hề đơn giản, hơn nữa cô ta còn rất xinh đẹp. Quả thật là cô gái vừa giàu vừa đẹp. Long Đại quay đầu lại nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, sư phụ sẽ không để ý đến suy nghĩ của họ, đúng không? Diệp Quân cười nói, tại sao lại nói thế? Long Đại lắc đầu, không biết, dù sao cũng là trực giác. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, hình như hôm nay cô không được vui lắm nhỉ? Long Đại nói, sư phụ, ta sắp phải đi rồi. Diệp Quân nhíu mày, rời khỏi đại lục bị vứt bỏ này à? Long Đại gật đầu, quay về thiên giới. Diệp Quân nói, lưu luyến nơi này à? Long Đại thấp giọng thở dài, sau khi về, ta phải kế thừa gia nghiệp. Nói rồi cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, người có biết không? Từ khi sinh ra đến nay, ta đã phải gánh vác trọng trách của gia tộc, mặc dù nhà ta có cơ nghiệp rất lớn nhưng thực sự ta cảm thấy rất đau khổ. Sư phụ! Người có hiểu nỗi đau đó không? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ta hiểu. Long Đại lắc đầu, người không hiểu. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta hiểu thật. Long Đại vẫn lắc đầu, người hoàn toàn không hiểu. Diệp Quân. Diệp Quân và Long Đại ngồi trên sân thượng, Long Đại không chút do dự nắm lấy cánh tay hắn, lộ ra vẻ mặt buồn bã. Diệp Quân cười nói, cô không muốn thừa kế gia nghiệp à? Long Đại gật đầu. Diệp Quân cười nói, muốn tự do tự tại. Long Đại khẽ gật đầu, đúng thế. Nói rồi cô ta ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn phía xa khẽ nói, sư phụ, ta không muốn kết hôn thương mại với người khác. Diệp Quân nhíu mày, kết hôn thương mại. Long Đại gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, vậy thì đừng kết hôn nữa. Long Đại lắc đầu, không được, vì vấn đề này liên quan đến sự tồn vong của gia tộc bọn ta, ta không có sự lựa chọn nào khác. Diệp Quân hơi thắc mắc, là sao? Long Đại do dự, sau đó nói, sư phụ biết thư viện Quan Huyên chứ? Diệp Quân sửng sốt, ngạc nhiên nói, thư viện Quan Huyên. Long Đại gật đầu, ừ. Nói rồi vẻ mặt cô ta bỗng trở nên nghiêm nghị, đó là một thế lực cực kỳ đáng sợ. Nghe nói bọn họ khống chế rất nhiều vũ trụ, uy lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Diệp Quân hơi ngờ vực, họ thì có liên quan gì đến chuyện của cô? Long Đại khẽ gật đầu, người của Thư viện Quan Huyên từng đến thiên giới, họ đề nghị thiên giới gia nhập vào Thư viện Quan Huyên. Lúc đầu bọn ta không đồng ý nhưng về sau thiên giới đành phải đồng ý. Diệp Quân nhíu mày, ý là sao? Long Đại thấp giọng thở dài, vì những gì họ cho quá nhiều. Diệp Quân. Long Đại nói tiếp, hơn nữa sau đó bọn ta nhận ra thiên giới hoàn toàn không thể so sánh được, ngẫu nhiên chọn một người từ trong số đó cũng có thể nghiền nát tất cả người mạnh nhất trong thiên giới bọn ta.
dĩ nhiên chủ yếu là họ thật sự có thể giúp thiên giới bọn ta cũng không thể từ chối họ, những người phản đối trước đó giờ lại đã trở thành người bảo vệ trung thành của thư viện Quan Huyên. Diệp Quân nói, đây là chuyện tốt mà. Long Đại khẽ gật đầu, là chuyện tốt. Diệp Quân quay sang nhìn Long Đại, nói chuyện của cô xem. Long Đại trầm giọng nói, sau khi thiên giới bắt đầu tiếp xúc với thư viện Quan Huyên, bọn ta bắt đầu tiếp xúc với vài thế lực ở đó, sau đó nhà họ Long bọn ta quen với một gia tộc bên đó, thiếu niên của một gia tộc bên đó thích ta, sau đó muốn làm thông gia với nhà họ Long. Diệp Quân nói, chuyện kết hôn này phải có sự chấp thuận của hai bên mới được, cô có thể từ chối. Long Đại lắc đầu, không thể, gia tộc đó rất có thực lực ở thư viện Quan Huyên. Diệp Quân hơi tò mò, gia tộc nào? Long Đại khẽ lắc đầu, có nói sư phụ cũng không biết đâu. Diệp Quân cười nói, cô nói thử xem. Long Đại nói, nhà họ Triệu. Diệp Quân nhíu mày. Long Đại mỉm cười, không biết đâu nhỉ. Diệp Quân im lặng. Hắn quả thật không biết. Chủ yếu là các gia tộc lớn nhỏ ở vũ trụ Quan Huyên quá nhiều, chắc chắn có đến 100 vạn, dĩ nhiên hắn không thể nhớ hết tất cả gia tộc. Long Đại bỗng xòe tay ra, một lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay cô ta đưa lệnh bài cho Diệp Quân. Diệp Quân ngờ vực, đây là... Long Đại nói, thiên huyền lệnh. Diệp Quân khó hiểu, có tác dụng gì? Long Đại nhìn Diệp Quân, sư phụ, không lâu nữa đại lục bị vứt bỏ này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì? Long Đại khẽ nói, một gia tộc lớn tên là nhà họ Trần ở vũ trụ Quan Huyên thích đại lục bị vứt bỏ này. Diệp Quân híp mắt, họ thích đại lục bị vứt bỏ này. Là sao? Cô nói rõ xem nào. Long Đại giải thích, mặc dù đại lục bị vứt bỏ này đã cạn kiệt linh khí nhưng lại rất giàu tài nguyên khoáng sản. Thật ra tài nguyên khoáng sản mà người tị nạn khai thác là do các thế lực lớn ở thiên giới kiểm soát, nhưng nền văn minh thiên giới không phát triển, thế nên chỉ có thể dựa vào kiểu đào thủ công này. Nhưng nhà họ Trần thì khác, họ đến từ vũ trụ Quan Huyên, có công nghệ rất tiên tiến và lớn mạnh. Bây giờ họ đã đánh bại được các thế lực lớn ở thiên giới, cả đại lục bị vứt bỏ đều là của nhà họ Trần. Cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, ta từng nghe ngóng được họ có thể khai thác hết tài nguyên khoáng sản ở cả đại lục bị vứt bỏ trong vòng một năm. Nói cách khác, trong vòng một năm, nham thạch nằm sâu dưới lòng đất trong đại lục bị vứt bỏ sẽ chảy ra ngoài, sau đó tất cả sinh vật trên bề mặt này đều sẽ chết. Diệp Quân híp mắt, lẽ nào nhà họ Trần không biết đại lục này còn khá nhiều sinh vật sao? Long Đại gật đầu, biết chứ, nhưng họ không thể sơ tán hết tất cả mọi người đi vì rất tốn kém. Nói một cách đơn giản, chỉ có những người có mối quan hệ mới có thể rời khỏi đây trước thông qua vài kênh đặc biệt, hơn nữa nhận được một số tiền bồi thường nhất định, còn những người còn lại chỉ có thể tự sinh tự diệt. Diệp Quân sầm mặt, đây là phạm pháp. Long Đại khẽ lắc đầu, đây là lục địa chết, bây giờ những người ở trên đây đều là vài người bình thường, không có tu vi, những người như vậy hoàn toàn không có giá trị gì với những người bên trên, thế nên họ không thể tiêu tốn số tiền lớn vì những người này. Sắc mặt Diệp Quân xa sầm, không nói gì. Long Đại nói tiếp, còn có 3 ngày nữa, 3 ngày sau sẽ có một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trong học viện thần miếu này, đến lúc đó sư phụ có thể cầm theo thiên huyền lệnh này để rời khỏi đây. Diệp Quân quay sang nhìn Long Đại, còn cô thì sao? Long Đại mỉm cười, lát nữa ta phải đi rồi. Diệp Quân nói, rời khỏi đây. Long Đại gật đầu. Cô ta lại đưa một chiếc nhẫn cho Diệp Quân, sư phụ, cho sư phụ cái này. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn, bên trong có 700 linh tinh, đây là tất cả số linh tinh ở đây của cô ta. Long Đại đứng dậy, cười nói, sư phụ, có thời gian rảnh đến nhà họ Long ở thiên giới của ta nhé. Lúc này, một con rồng ưng khổng lồ bỗng từ trên trời bay đến, một lúc sau nó bay đến trước mặt Long Đại và Diệp Quân, trên lưng rồng ưng còn có một người đàn ông mặc áo choàng đen. Ông lão nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt không thiện cảm, vì người này thấy Long Đại khá thân thiết với Diệp Quân. Long Đại nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, sư phụ, nhớ đến nhà họ Long ở thiên giới thăm ta. Nói xong, cô ta bước lên lưng rồng ưng. Rồng ưng kêu lên một tiếng trầm thấp, sau đó chậm rãi bay lên rồi bay lên trời. Diệp Quân nhìn con rồng ưng đó, Long Đại ở trên lưng rồng ưng vẫn còn đang vẫy tay. Diệp Quân mỉm cười, cũng vẫy tay với cô ta,
mãi đến khi Long Đại biến mất ở tận cuối chân trời, hắn mới thu lại tầm nhìn. Diệp Quân khẽ nói, nhà họ Trần. Khi Diệp Quân quay trở lại thư viện mới phát hiện học viện thần miếu có gì đó không ổn, vì học viện bắt đầu cho ngừng các lớp học, tất cả giáo viên có vẻ đều rất bận rộn. Long Đại nói phải 3 ngày nữa phi thuyền mới đến, thế nhưng ngày hôm sau, một phi thuyền dừng lại trước cổng học viện thần miếu. Liên tục có người lên phi thuyền. Nhưng rất nhiều người đều không biết có chuyện gì, chỉ tò mò nhìn theo. Khi có vài người nhận ra quản lý cấp cao học viện thần miếu và vài học sinh có điều kiện đều bắt đầu lên phi thuyền, mọi người mới nhận ra có gì đó không đúng. Chẳng mấy chốc chiếc phi thuyền đó chở đầy người rời đi. Sau khi những người đó rời đi, chuyện thiên huyền lệnh mới lan truyền trong học viện. Trong phút chốc, cả học viện đều hoảng sợ, sau đó cả học viện trở nên hỗn loạn, không chỉ học viện, mà cả đại lục bị vứt rơi cũng bắt đầu hỗn loạn khi tin tức truyền đi. Họ không ngờ họ lại bị vứt bỏ lần thứ hai. Trong tinh không bên đại lục bị vứt bỏ, một thiếu niên và một ông lão đang nhìn xuống dưới, thiếu niên mặc bộ đồ gấm, có vẻ rất quý phái. Ông lão nhìn đại lục bị vứt bỏ bên dưới, do dự một lúc, sau đó nói, thiếu chủ, xác định ngày mai bắt đầu sao? Thiếu niên chính là Trần Nhất Thiên, thiếu chủ nhà họ Trần. Trần Nhất Thiên mỉm cười, chậm trễ một ngày thì kiếm tiền ít đi một ngày. Ông lão nhắc, thiếu chủ, quy định quan huyên pháp. Trần Nhất Thiên lắc đầu, mục thúc, quan huyên pháp là chết, con người mới là vật sống. Ông lão muốn nói lại thôi. Trần Nhất Thiên bình tĩnh nói, nếu làm theo quan huyên pháp thì không thể kiếm được tiền. Nói rồi gã mỉm cười, thứ có thể kiếm được tiền là những luật pháp bị quan huyên pháp cấm. Ông lão do dự, sau đó nghiêm túc nói, thiếu chủ hẳn đã từng nghe chuyện của tộc Thiên Long. Dạo này thư viện bắt đầu điều tra toàn bộ, ta nghĩ chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trần Nhất Thiên cười nói, không sao, nơi này núi cao, hoàng đế lại xa, cách rất xa vũ trụ quan huyên, thư viện không có khả năng quản lý đến đây. Ông lão trầm giọng nói, chỉ sợ có người tiết lộ chuyện này ra ngoài. Trần Nhất Thiên khẽ cười, ai dám? Ông lão nhìn Trần Nhất Thiên, không nói gì. Trần Nhất Thiên nói tiếp. Những thế lực ở thiên giới đó đều được hưởng lợi, hơn nữa sau này nếu muốn có nhiều lợi ích hơn thì chúng chỉ có thể trông cậy vào nhà họ Trần chúng ta, thế nên họ không thể đắc tội với chúng ta. Về đám dân thường bên dưới. Nói rồi gã nhìn về đại lục bị vứt bỏ phía dưới, mỉm cười nói, những người như họ sống cũng đau khổ, ta để họ đi đầu thai trước để họ bớt đau khổ hơn, nói đến cùng ta vẫn đang làm chuyện tốt. Nói rồi gã xoay người rời đi. Ông lão nhìn đại lục bị vứt bỏ bên dưới, khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Lúc này, đại lục bị vứt bỏ đã hoàn toàn hỗn loạn, vốn dĩ đã không có trật tự gì, bây giờ biết được cả đại lục sẽ bị phá hủy hoàn toàn trong một tháng, một chút trật tự còn lại đã biến mất trong thoáng chốc. Điều đáng sợ nhất là nghe nói có những thế lực ở thiên giới sẽ phái một phi thuyền khác xuống một ngày sau đó, nhưng cần có thiên huyền lệnh mới có thể lên được. Mà muốn mua một thiên huyền lệnh thì cần 500 linh tinh. 500. Thế là tất cả mọi người điên cuồng cướp giật, mong có thể lấy được linh tinh để mua thiên huyền lệnh. Lúc này ngay cả thư viện thần miếu mỗi ngày đều có người chết thảm. Cướp giật. Điên cuồng. Đủ kiểu bạo lực. Hôm nay Diệp Quân gặp Trúc Đào và Thím Khương ở trước cổng. Hai người vác bao lớn bao nhỏ, trong tay Trúc Đào cầm một cái cuốc. Trước trán gã quấn một lớp vải, miếng vải thấm máu, mà cách họ không xa có một cô bé đang túm đầu một người đàn ông, vừa đâm thật mạnh vừa đếm, 200, 201, 202. Trúc Đào. Thím Khương. Lúc này, Táng Cương như nhận ra điều gì, cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, thu con dao lại rồi quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Táng Cương biến mất ở đằng xa, hắn vội đi đến trước mặt hai người Trúc Đào, Đào Huynh, Thím Khương. Sao hai người lại đến đây? Nhìn thấy Diệp Quân, Trúc Đào vội nói, Diệp đệ, người có nhìn thấy Tiểu Hạnh đâu không? Diệp Quân nói, đi, ta dẫn hai người đi tìm cô ấy. Nói rồi hắn dẫn hai người vào trường học viện, lúc này học viện vô cùng hỗn loạn, Trúc Đào đang ôm chặt cái cuốc, mặt cũng lộ ra vẻ dữ tợn. Mặc dù gã là người tốt bụng nhưng lại không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên lúc này phải hung hăng mới có thể sống. Trên đường đi, mấy người Diệp Quân nhìn thấy rất nhiều thi thể, thấy cảnh tượng này,
Trúc Đào bỗng thấp giọng thở dài, khẽ nói, thế giới này. Chẳng mấy chốc Diệp Quân dẫn họ đi tìm Trúc Hạnh Nhiễm đang tu luyện trong rừng trúc, khi nhìn thấy Trúc Đào và Thím Khương, sắc mặt Trúc Hạnh Nhiễm tối sầm. Lúc thấy Trúc Hạnh Nhiễm không sao, Trúc Đào và Thím Khương đều thở phào. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm sắc mặt hơi khó coi, không nói gì. Diệp Quân nói, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Bên ngoài rất hỗn loạn, dĩ nhiên họ không thể đi ra ngoài, Diệp Quân dẫn họ đến nhà ăn, lúc này nơi đây cũng rất lộn xộn, Diệp Quân tùy tiện dọn dẹp một chút, sau đó đi vào nhà ăn lấy một ít thức ăn. Hai vợ chồng Trúc Đào đã lâu rồi chưa ăn cơm, ăn như hổ đói. Trúc Hạnh Nhiễm ngồi ở một bên không nói gì. Ăn xong, Trúc Đào lau miệng, sau đó nhìn Diệp Quân, Diệp Đệ, những gì đám người kia nói là thật sao? Thế giới này của chúng ta sắp bị hủy diệt. Diệp Quân gật đầu, có lẽ là thế. Sắc mặt Trúc Đào và Thím Khương trở nên trắng bệch. Diệp Quân nói, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta xem tình hình ra sao. Diệp Quân vừa quay về thư viện, Trúc Đào đi theo, Diệp Quân xoay người nhìn gã, Đào huynh. Trúc Đào bỗng quỳ xuống đất. Diệp Quân vội đỡ gã dậy, Đào huynh, huynh làm gì thế? Trúc Đào lắc đầu, Diệp đệ, ta và vợ ta đều chỉ là những người số mệnh đê hèn, bọn ta không sợ chết, chết cũng chẳng sao. Nhưng Tiểu Hạnh vẫn còn trẻ, nó không thể chết ở đây, ta thực sự không còn cách nào khác, ta. Diệp Quân im lặng hồi lâu, sau đó bỗng lấy thiên huyền lệnh mà Long Đại đưa cho hắn, Đào huynh, huynh cầm đi. Trúc Đào ngơ ngác, đây. Diệp Quân nói, đây là thiên huyền lệnh, cầm lệnh bài này đi thì có thể lên phi thuyền rời khỏi đây. Trúc Đào sửng sốt, sau đó lập tức khấu đầu, khóc không thành tiếng. Một lúc sau, nhìn Trúc Đào rời đi, Diệp Quân thấp giọng thở dài. Tiểu Tháp nói, sao thế? Diệp Quân khẽ lắc đầu, ta chỉ là hơi cảm khái, chỉ là một ý nghĩ của một số người bên trên có thể quyết định sự sống chết của rất nhiều người bên dưới. Đến chết những người này còn không biết mình chết thế nào. Tiểu Tháp lặng thinh không nói. Ngay lúc này Trúc Hạnh Nhiễm đi đến, Diệp Quân nhìn cô ta, trong tay cô ta cầm thiên huyền lệnh mà hắn vừa đưa cho Trúc Đào. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, cái này là ngươi đưa cho ông ấy à? Diệp Quân nói, là ta đưa cho cha cô. Trúc Hạnh Nhiễm im lặng hồi lâu rồi nói, ta nợ ngươi. Sau này sẽ trả lại cho ngươi. Nói rồi cô ta xoay người định đi. Diệp Quân nói, khoan đã. Trúc Hạnh Nhiễm xoay người nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô ta, cô không nợ ta, người cô nợ là cha mẹ cô. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, sao thế, ngươi muốn dạy dỗ ta sao? Diệp Quân nhíu mày. Mắt Trúc Hạnh Nhiễm đỏ hoe nói, ngay từ khi ta hiểu chuyện, ta luôn nghĩ đến việc thoát khỏi gia đình mình, ta phải cố gắng. Ta muốn thoát khỏi sự hổ thẹn về thân phận của mình, ta muốn sống một cách có tôn nghiêm, lẽ nào là sai? Diệp Quân nhìn cô ta, cô nghĩ cô có cha mẹ như vậy là mất mặt lắm sao? Trúc Hạnh Nhiễm tức giận nói, lẽ nào không phải? Diệp Quân bỗng đứng dậy đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó tát cô ta một bạt tai. Bốp! Mặt phải của Trúc Hạnh Nhiễm đỏ lên. Cô ta không đánh trả, chỉ là tức giận nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô ta bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, cha mẹ cô tuy nghèo nhưng không hề độc ác, ngược lại họ rất tốt bụng. Tất nhiên, họ đúng là không cho cô một cuộc sống giàu có, nhưng họ đã cho cô tất cả những gì họ có, không có họ, cô thậm chí còn không có được cuộc sống hiện tại. Trúc Hạnh Nhiễm tức giận nói, vậy tại sao họ lại sinh ra ta? Ta! Diệp Quân bỗng rút kiếm từ trên thắt lưng Trúc Hạnh Nhiễm ra, nếu cô đã cho rằng không đến thế giới này thì sẽ không đau khổ. Vậy thì cô tự sát đi. Một khi đã chết thì không cần phải đau khổ nữa. Trúc Hạnh Nhiễm tức giận nhìn Diệp Quân, vành mắt đỏ hoe. Diệp Quân ném kiếm vào trong tay cô ta, xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm cầm kiếm trong tay, hai mắt nhắm lại, ta nợ ngươi, ta nhất định sẽ trả, còn có họ nữa. Ngày hôm sau. Tin đồn không hề sai. Ngày hôm sau lại có một chiếc phi thuyền xuất hiện trước cổng học viện. Rất nhiều học viên lập tức ùa tới, nhưng chẳng bao lâu sau, những học viện đó lại lùi lại, vì có ba cường giả cấp tông sư đứng trước phi thuyền, chỉ ba luồng uy lực đã khiến đám người ở đó chấn động.
Lúc này, một ông lão trong đó chậm rãi bước ra, ông lão liếc nhìn đám người xung quanh rồi nói, 500 viên linh tinh mới có thể mua được thiên huyền lệnh. Chỉ người có thiên huyền lệnh mới có thể lên phi thuyền, nếu không ai, bất cứ ai dám tới gần phi thuyền sẽ bị giết ngay không thương tiếc. 500 linh tinh, đám người ở đó nhốn nháo, chẳng bao lâu sau đã có người đến gặp ông lão để mua thiên huyền lệnh, tuy người không nhiều nhưng vẫn có vài người lần lượt lên phi thuyền. Lúc này, Diệp Quân nhìn thấy một bóng người quen thuộc, chính là Trúc Hạnh Nhiễm, cô ta cầm kiếm và thiên huyền lệnh đi đến trước mặt ông lão, khi ông lão cầm lấy thiên huyền lệnh trong tay cô ta, ông ta nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó nói, vào đi. Trúc Hạnh Nhiễm đi vào phi thuyền, lúc đến cửa cô ta quay đầu nhìn xuống dưới, Trúc Đào và Thím Khương bên dưới đang vẫy tay với cô ta Tiểu Hạnh. Trúc Hạnh Nhiễm im lặng hồi lâu, sau đó rời tầm mắt sang Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân đã không còn nhìn cô ta nữa. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Quân, sau đó xoay người đi vào phi thuyền. Bên dưới liên tục có người đi vào phi thuyền. Đám người xung quanh ngày càng bất an, họ muốn chạy sang đó nhưng lại sợ ba tông sư. Xông lên. Lúc này, đột nhiên có người hét lớn lên, sau đó một người đàn ông lao tới, nhưng y chưa kịp đến gần phi thuyền thì đã bị một tông sư giết chết. Nhưng vẫn có người không sợ chết lao đến. Sau khi ba tông sư cùng ra tay, chỉ thoáng chốc đã có hơn 20 người bị giết tại chỗ, đòn sát thương như sấm sét này lập tức khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, không ai dám xông tới trước. Trên phi thuyền, ông lão đó nhìn đám người xung quanh, sau đó nói, đi thôi. Nói rồi ông ta dẫn mọi người xoay người rời đi. Nhìn đám người đó đi vào trong phi thuyền, người xung quanh cảm thấy tuyệt vọng. Họ biết đây là cách duy nhất để rời khỏi nơi này, thế là rất nhiều người lao tới như điên, nhưng sau khi phi thuyền khởi động, một luồng không khí cực mạnh cuốn hết những người đó. Chẳng mấy chốc phi thuyền đó bay lên trời rồi biến mất. Cách đó không xa, Trúc Đào kéo Thím Khương sang một bên, gã kéo Thím Khương ngồi xuống, sau đó lấy một miếng bánh nhân thịt từ trong ngực ra đặt vào tay Thím Khương. Thím Khương nhìn bánh nhân thịt trong tay, hơi ngạc nhiên, người lấy ở đâu ra đây? Trúc Đào cong môi cười, ăn đi. Thím Khương không ăn, chỉ im lặng không nói. Trúc Đào bỗng kéo tay Thím Khương, khẽ nói, mấy năm nay đi theo ta, chịu khổ rồi. Thím Khương lắc đầu, chịu khổ gì chứ, bà đây lại chẳng phải thiên tiên, ta thế này có thể tìm được người như ngươi như thế này, dù sao ta cũng kiếm được hời rồi. Trúc Đào cười gượng. Thím Khương trở tay nắm lấy tay Trúc Đào, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, ta không sợ chết, thật ra chết có lẽ thực sự là một sự giải thoát cho chúng ta, nhưng ta vẫn hơi lo lắng cho Tiểu Hạnh, lòng tự tôn của con bé quá mạnh, ta sợ nó sẽ có cuộc sống không tốt ở đó. Trúc Đào ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, khẽ nói, mong rằng sau khi đến thế giới khác, nó có thể sống vui vẻ hơn. Sau khi phi thuyền rời đi, đột nhiên có vô số tia sáng chiếu xuống từ không trung đại lục bị vứt bỏ này. Từng vật lớn trong cột sáng đó rơi thẳng xuống. Xe quặng phi thuyền. Đây là xe lấy quặng do tiên bảo các chế tạo, khai thác đá quặng của một tinh cầu, 100 chiếc chỉ cần một tháng là có thể hoàn thành. Sau khi những chiếc xe quặng của phi thuyền rơi xuống đất, khiến mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn. Nó đi vào phần sâu nhất của lõi trái đất, đá quặng mà chúng thu thập được sẽ tự động ngưng tụ, biến thành quặng có chất lượng cao hơn. Khi chúng đi vào sâu hơn, các địa mạch bắt đầu bị phá hủy, rất nhiều nham thạch và chất độc phun ra từ sâu dưới lòng đất. Khai quật tàn bảo. Thật ra tiên bảo các rất thận trọng trong việc sử dụng loại xe quặng phi thuyền này, chỉ sử dụng nó trên vài tinh cầu chết không có sự sống, vì sức phá hủy của loại xe quặng phi thuyền này là rất lớn, chúng có thể phá hủy hoàn toàn một hành tinh chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn. Trong học viện thần miếu, Diệp Quân nhìn lên bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng, xem ra, chuyện ở Thanh Châu vẫn chưa đủ để đe dọa tất cả thế lực. Việc hủy diệt một hành tinh vẫn còn sinh vật sống là điều mà quan huyên pháp không cho phép, nhưng bây giờ lại có người dám công khai hành động như vậy, điều này chứng tỏ là không coi trọng quan huyên pháp. Tiểu Tháp nói, mặt đen tối ở thế giới này không thể tiêu trừ hết được, người đừng nghĩ nhiều. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta biết. Dĩ nhiên hắn sẽ không dao động đạo tâm của mình chỉ vì chút chuyện nhỏ này, như Tháp gia đã nói, thế giới này không thể đều chỉ có mặt tốt.
Thực ra bây giờ điều hắn mong đợi hơn là việc thực hiện quan huyên pháp một cách thực tế, đợi giải quyết xong chuyện ở đây, hắn phải thực hiện nó một cách triệt để. Lúc này, tiểu tháp lại nói, nhưng đây cũng không phải là chuyện nhỏ, bây giờ vũ trụ quan huyên quá lớn, có rất nhiều vũ trụ tương đối xa đều thuộc quyền kiểm soát của vũ trụ quan huyên, mà những nơi như vậy thường tối tăm nhất, dù sao cũng là nơi xa chỗ hoàng đế. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên sát ý, vẫn là do thư viện chưa đủ tàn nhẫn, thư viện cần một con dao khiến mọi người phải sợ. Sau khi trải qua vài chuyện, hắn đã hiểu được thư viện quan huyên không thể chỉ dựa vào lòng nhân từ để cai quản toàn bộ vũ trụ mà còn cần phải sử dụng những luật lệ nghiêm khắc. Không dùng những luật lệ nghiêm khắc thì không thể trị được đám người táng tận lương tâm nào đó. Tiểu tháp bỗng nói, tiếp theo ngươi định thế nào? Diệp Quân nhìn xung quanh, sau đó nói, đại lục bị vứt bỏ này đã không hợp để sống nữa, phải bảo thư viện và tiên bảo các giúp họ di cư. Tiểu tháp nói, ngươi không khôi phục thân phận e là hơi khó. Diệp Quân nói, thử xem. Nói rồi hắn ngẩng đầu lên trời, ngay sau đó hắn bước đến trước rồi biến mất không thấy. Tu vi khôi phục. Diệp Quân tiến đến trước, lúc chân vừa đặt xuống thì đã đến thiên giới. So với đại lục bị vứt bỏ, thiên giới quả thực là thiên đường nhân gian, mặc dù linh khí ở đây không quá dày nhưng cũng tốt hơn đại lục bị vứt bỏ rất nhiều. Diệp Quân hơi thay đổi dung mạo của mình, bây giờ hắn chỉ giống trước đó 7 phần. Hắn đến thư viện quan huyên, lúc này thư viện quan huyên đã tiến vào thiên giới nên thư viện quan huyên mở một phân viện ở đây. Mặc dù mới mở, chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng thư viện quan huyên đã là thế lực siêu cấp hàng đầu ở đây rồi, thiên tài và yêu nghiệt của rất nhiều thế lực trên toàn thiên giới đều đã có mặt ở thư viện quan huyên. Sau khi phân viện được mở, tức là thiên giới đã hoàn toàn thuộc về vũ trụ quan huyên. Sau khi đến thư viện quan huyên, Diệp Quân đi thẳng đến một đại sảnh, trong đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang đọc sách cổ, ông ta mặc trường bào sạch sẽ, toát ra khí tức tao nhã. Người này chính là chủ nhân sách viện chủ của thư viện quan huyên tại thiên giới. Diệp Quân đột nhiên xuất hiện khiến chủ nhân sách sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ông ta nhìn Diệp Quân, ngươi là... Diệp Quân nói, Chu viện chủ, ta tên là Dương Tháp. Tiểu Tháp. Chu nhân sách nhìn Diệp Quân, có việc gì à? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta đến đây là muốn nói chuyện với Chu viện chủ, không biết Chu viện chủ biết đại lục bị vứt bỏ không? Chu nhân sách bình tĩnh nói, người đến là vì đại lục bị vứt bỏ à? Diệp Quân gật đầu, Chu viện chủ, ta cũng từng đến vũ trụ quan huyên, từng đọc quan huyên pháp. Theo ta được biết quan huyên pháp có quy định rõ ràng rằng không được tùy ý phá hủy bất kỳ tinh cầu nào có sinh vật sinh sống, nhưng bây giờ lại có hàng trăm máy khai thác mỏ đang cố ý phá hủy đại lục bị vứt bỏ và các sinh linh trên đó, không biết Chu viện chủ có biết chuyện này không? Chu nhân sách mỉm cười nói, thì ra ngươi là vì chuyện này. Nói rồi ông ta đặt sách xuống, sau đó nói, Trần thiếu chủ, tự ngươi nói cho vị công tử này biết nhé. Ông ta vừa dứt lời, một thiếu niên bỗng bước vào từ cách đó không xa. Người đến chính là Trần Nhất Thiên. Sau khi bước vào, Trần Nhất Thiên nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói, người đến từ vũ trụ quan huyên à? Diệp Quân gật đầu. Trần Nhất Thiên nhìn Diệp Quân, không biết người thuộc gia tộc nào. Diệp Quân nói, nhà họ Dương. Trần Nhất Thiên nhíu mày, trong các gia tộc hạng nhất ở vũ trụ quan huyên hiện nay không có nhà nào là nhà họ Dương cả. Trần Nhất Thiên nhìn Diệp Quân, gã không rõ về lai lịch của Diệp Quân lắm, thế là cười nói, đại lục bị vứt bỏ này đã cạn kiệt linh khí, không hợp để sinh tồn nữa, bây giờ bọn ta khai thác cũng không có vấn đề gì. Diệp Quân nhìn Trần Nhất Thiên, trên đó còn rất nhiều sinh vật, theo quan huyên pháp thì là không được hủy diệt tinh nào có sự sống. Nụ cười của Trần Nhất Thiên dần biến mất, các hạ đến gây chuyện đấy à? Diệp Quân mặc kệ Trần Nhất Thiên. Chỉ nhìn Chu nhân sách, Chu viện chủ, ông hẳn là biết chuyện này, đúng chứ? Chu nhân sách gật đầu, ta biết. Diệp Quân híp mắt. Chu nhân sách cười nói, Dương công tử, người có biết trên đại lục bị vứt bỏ còn bao nhiêu sinh vật không? Bọn ta đã thống kê, còn ít nhất hàng trăm triệu sinh linh, nếu làm theo quy trình bình thường, bọn ta phải tìm được một nơi ở mới cho hàng trăm triệu sinh linh này, hơn nữa cho họ phí di rời, người có biết đây là số tiền lớn cỡ nào không? Cho dù mỗi gia đình 10 viên linh tinh thì cũng sẽ tiêu tốn hàng tỷ tiền phí di rời.
Diệp Quân nói, tiên bảo các và thư viện chắc là có thể chi trả, chẳng phải thế à? Chu Nhân Sách và Trần Nhất Thiên nhìn nhau cười. Diệp Quân nhìn hai người, sau đó nói, việc này không liên quan gì đến tiên bảo các và thư viện Quan Huyên cả, là vì các ngươi muốn độc chiếm tài nguyên khoáng sản của đại lục bị vứt bỏ, thế nên các ngươi không báo lại với tiên bảo các và thư viện Quan Huyên. Chu Nhân Sách cười nói, đúng thế. Diệp Quân sầm mặt. Có thể nói hai người trước mặt này chỉ là những người chơi thứ yếu trong vũ trụ Quan Huyên, thế mà lại có quyền có thể tùy ý hủy diệt một tinh cầu vẫn còn hàng triệu sinh linh. Nghĩ kỹ lại cảm thấy rất đáng sợ. Lúc này, Trần Nhất Thiên bỗng xòe tay ra, một quyển trục xuất hiện trong tay y, nhìn một lát, sau đó nhìn Diệp Quân cười nói, ta còn tưởng ngươi xuất thân từ một gia tộc lớn nào ở vũ trụ Quan Huyên, ta còn muốn chia miếng bánh này nhưng ta vừa mới nhờ gia tộc điều tra. Từ thế gia cấp 5 đến thế gia cấp 1 ở vũ trụ Quan Huyên cũng không có gia tộc nào là nhà họ Dương cả. Diệp Quân nhìn Trần Nhất Thiên, tài nguyên khoáng sản trên tinh cầu đó được tính theo linh tinh, ít nhất cũng phải mấy chục tỷ, trả phí di rời cho họ xong các ngươi vẫn có lãi đúng không? Trần Nhất Thiên lắc đầu cười, người đúng là, ngốc đến đáng thương ha ha. Diệp Quân nhìn Trần Nhất Thiên, không nói gì. Trần Nhất Thiên cười nói, người nói cũng không sai. Cho dù ta có đưa phí chuyển rời cho họ, ta cũng có thể kiếm được một ít tiền, nhưng vấn đề là tại sao ta phải đưa phí di rời cho chúng? Chúng chẳng qua chỉ là những người bình thường, không có tu vi, người có biết người bình thường nghĩa là sao không? Để ta nói cho người biết, mạng sống của một người bình thường không có giá trị bằng con chó nhà ta. Mạng sống của người bình thường không có giá trị bằng con chó. Diệp Quân sầm mặt, hai tay siết chặt lại. Lúc này tiểu tháp bỗng thấp giọng thở dài, chưa nói đến trong thế giới võ giả này, cho dù ở những nơi như hệ ngân hà, quả thực cũng có rất nhiều người không bằng. Nói đến đây nó không nói tiếp nữa. Diệp Quân im lặng hồi lâu, hắn nhìn Trần Nhất Thiên, người không sợ Quan Huyên pháp trừng phạt sao? Trần Nhất Thiên cười nói, truy cầu phú quý trong cảnh nguy hiểm, mạo hiểm một chút đáng giá mà. Diệp Quân quay sang nhìn Chu Nhân Sách, Chu viện chủ, ông thì sao? Chu Nhân Sách cười nói, thật ra lúc đầu ta cũng muốn kiên trì, nhưng không có cách nào khác, Trần công tử cho ta quá nhiều, hơn nữa nếu ta không lấy thì sao người bên trên ta lấy được? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Chu Nhân Sách bỗng cười nói, người định đi thế sao? Diệp Quân xoay người lại nhìn Chu Nhân Sách, sao thế? Chu Nhân Sách cười nói, người định đi tố cáo bọn ta sao? Diệp Quân gật đầu, ta muốn đến vũ trụ Quan Huyên tố cáo. Chu Nhân Sách bật cười, tố cáo ư? Diệp Quân bình tĩnh nói, không được sao? Chu Nhân Sách lắc đầu, người vi phạm pháp luật không thể đi tố cáo. Diệp Quân nhíu mày, ta vi phạm pháp luật gì? Chu Nhân Sách nhìn Diệp Quân, người vi phạm điều 932 của Quan Huyên pháp, là cố ý gây sự. Bây giờ ta có quyền bắt ngươi. Tiểu tháp. Diệp Quân nhìn Chu Nhân Sách, thế cơ à? Chu Nhân Sách cười nói, phải, đợi ngươi đi tù 30 năm xong thì hẵng đi tố cáo. Diệp Quân bỗng giơ tay ra, Chu Nhân Sách nheo mắt định nói gì đó, nhưng lúc này ông ta bỗng cảm thấy một sức mạnh đáng sợ ập vào người mình. Bịch. Hai chân Chu Nhân Sách khuỵu xuống, sau đó quỳ xuống đất. Diệp Quân nhìn chằm chằm Chu Nhân Sách đang sợ hãi, ta nói pháp luật cho ông nghe, ông lại giở trò lưu manh với ta, nếu ông đã chơi trò lưu manh thì bây giờ ta nói cho ông biết, ta đại diện cho Quan Huyên pháp ban cho ông cái chết. Nói rồi hắn siết mạnh lại. Chu Nhân Sách bỗng nổ tung, biến thành vũng máu. Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Nhân Sách quỳ xuống, nụ cười trên môi Trần Nhất Thiên ở một bên đã hoàn toàn biến mất, gã không thể tin được nhìn Diệp Quân. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Quân quay đầu nhìn Trần Nhất Thiên, Trần Nhất Thiên hơi híp mắt lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài, đó là lệnh bài của lão tổ nhà gã, năm đó lão tổ nhà họ Trần từng đi theo kiếm chủ Thanh Sam. Ngay lúc này Diệp Quân như cảm nhận được gì, hắn bỗng nhíu mày, xoay người biến mất khỏi đó. Diên Quân vừa biến mất, Trần Nhất Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này một nhóm thị vệ thư viện Quan Huyên xông vào, khi nhìn thấy vũng máu dưới đất, tất cả thị vệ thư viện Quan Huyên đều sửng sốt. Trần Nhất Thiên sầm mặt, hắn dám giết viện chủ thư viện Quan Huyên. Giết viện chủ.
Đây chắc chắn là hành vi xấu xa, mặc dù Chu Nhân Sách chỉ là viện chủ ở một vùng hẻo lánh, nhưng ông ta cũng đại diện cho Thư viện Quan Huyên, công khai giết viện chủ của Thư viện Quan Huyên chẳng khác nào đang tuyên chiến với Thư viện Quan Huyên. Thế là trên bảng truy nã của Thư viện Quan Huyên có thêm một cái tên, Dương Tháp, hơn nữa còn dán hình của Diệp Quân. Truy nã toàn vũ trụ. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người giết viện chủ Thư viện Quan Huyên, thế nên Thư viện Quan Huyên rất xem trọng việc này, không chỉ Thư viện truy nã, mà Tiên Bảo Các còn đưa Diệp Quân vào danh sách đen, hơn nữa còn phái các nhân viên thực thi pháp luật từ Thư viện Quan Huyên đến thiên giới. Diệp Quân quay lại học viện thần miếu ở Đại Lục bị vứt bỏ, khi về đến học viện, hắn lập tức ngây người. Cả học viện đầy thi thể, máu chảy thành sông. Diệp Quân ngơ ngác, chuyện gì thế này? Diệp Quân như nghĩ đến điều gì, sắc mặt thay đổi, chạy thẳng vào phòng Trúc Đào và Thím Khương ở. Vừa xông vào phòng, một cái cuốc đánh mạnh vào hắn, nhưng hắn dễ dàng né được. Trúc Đào nhìn thấy là Diệp Quân, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng kéo Diệp Quân vào phòng, run giọng nói, Diệp đệ, cô bé ở bên ngoài đã giết người đến mức điên loạn rồi. Diệp Quân nhíu mày, đang định nói gì đó, lúc này hắn bỗng xoay người lại. Nhìn thấy một cô bé cầm dao găm ở cổng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm họ, cả người cô bé dính đầy máu, vô cùng đáng sợ. Chính là Tăng Cương, Tăng Cương nhìn Diệp Quân, sát khí trong ánh mắt cô bé như có thực thể, lúc này huyết mạch phong ma trong người Diệp Quân lại động đậy. Diệp Quân nhìn Tăng Cương trước mặt, nhíu chặt mày, hắn cảm nhận được một luồng sát ý và ác niệm cực kỳ đáng sợ từ trên người cô bé. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được huyết mạch phong ma khá gần gũi với Táng Cương trước mặt. Lúc này, Táng Cương đột nhiên xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Trúc Đào thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ hãi. Diệp Quân trầm giọng nói, Đào huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Trúc Đào thấp giọng thở dài, hình như có mấy người chạy đến thư viện bắt nạt cô bé. Sau đó cô bé xách đao giết ra ngoài. Cô bé thật đáng sợ, cô bé tàn sát toàn bộ thư viện một lượt. Diệp Quân. Trúc Đào nhìn xung quanh, đột nhiên thấp giọng thở dài. Diệp Quân nhìn về phía Trúc Đào và Thím Khương, Đào huynh, Thím Khương, trong thời gian này mọi người ở lại đây, đừng ra ngoài, biết chưa? Bây giờ đại lục bị vứt đã hoàn toàn không có trật tự, cộng thêm đại lục sắp bị hủy diệt, tất cả mọi người đều sợ hãi, không thấy được bất kỳ hy vọng sống sót nào cả, lúc này. Việc ác sẽ tăng lên vô hạn. Sau khi Diệp Quân thu xếp ổn thỏa cho Trúc Đào và Thím Khương, hắn đến học viện thần miếu, lần theo dấu chân máu của Táng Cương, hắn tìm được Táng Cương ở thư viện, Táng Cương đang ngồi trên bậc đá, trên tay cô bé đang cầm một cuốn sách cổ. Thấy Diệp Quân tới, Táng Cương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Diệp Quân nhìn Táng Cương cả người đầy máu trước mặt, hơi cau mày, vì hắn phát hiện huyết mạch trong người càng sao động mạnh mẽ hơn. Diệp Quân đang muốn nói, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện từ trên trời. Diệp Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một vật khổng lồ rơi thẳng xuống. Máy đào mỏ. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, không chỉ trong khu vực thần miếu, mà trên bầu trời cũng có hàng trăm vật khổng lồ rơi thẳng xuống. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm. Rõ ràng là Trần Nhất Thiên muốn đẩy nhanh tốc độ hủy diệt đại lục bị vứt bỏ này. Diệp Quân vừa muốn ra tay, lại phát hiện tu vi của mình lại bị áp chế. Trên mặt Diệp Quân đầy ngạc nhiên, không phải chưa tới thời gian sao? Tu vi của hắn khôi phục còn chưa được nửa giờ. Tiểu Tháp nói, có lẽ cô của ngươi đổi ý, một giờ đổi thành nửa giờ. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Lúc này, Táng Cương đột nhiên ôm lấy sách chạy ra ngoài, khi cô bé chạy, Diệp Quân nhất thời cảm thấy khiếp sợ, vì hắn phát hiện, lúc Táng Cương chạy, phía sau xuất hiện tàn ảnh, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Cô bé này từng tu luyện ư? Diệp Quân không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người chạy về phía Trúc Đào và Thím Khương ở trong sân, kéo bọn họ chạy. Bọn họ vừa chạy ra khỏi học viện thần miếu, vật khổng lồ kia rơi thẳng vào trong đó. Sau đó toàn bộ học viện thần miếu tan thành cho bụi, đồng thời sau lưng bọn họ xuất hiện một vực sâu khổng lồ, vực sâu không ngừng mở rộng ra bên ngoài. Diệp Quân kéo hai người chạy như điên về phía Táng Cương ở phía xa, chạy một lúc lâu, thấy vực sâu sau lưng ngừng mở rộng, bọn họ mới dừng lại.
Diệp Quân xoay người nhìn về phía vực sâu, dưới đáy vực sâu, không ngừng vang lên tiếng ầm ầm. Không chỉ trước mặt mà vào lúc này, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội, giống như một trận động đất lớn, đồng thời, một số đỉnh núi ở trong tầm mắt cũng bắt đầu sụp đổ, những cột lửa phun ra ngoài, sau đó lại đổ xuống xối xả như mưa. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm, cứ đà này, đại lục bị vứt bỏ này nhiều nhất 10 ngày nữa sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Xung quanh, nhiều người đang chạy tán loạn tìm nơi an toàn. Táng Cương đột nhiên xoay người đi về phía xa. Diệp Quân nhìn Táng Cương, sau đó nói, chúng ta đi. Vừa nói, hắn dẫn Trúc Đào và Thím Khương đi theo. Cứ như vậy, ba người đi theo Táng Cương từ trưa đến trạng vạng tối, đến lúc trời sắp tối hẳn thì họ đã đến một tòa thành đổ nát. Lúc này, rất nhiều người tụ tập ở tòa thành đổ nát này. Khi bốn người bước vào đường phố, nhiều người nhìn bọn họ bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đứng trước mặt Táng Cương, người đàn ông nhìn Táng Cương cười nói, thì ra là một cô gái, nào, gọi một tiếng anh trai nghe nào. Vừa nói, gã đưa tay chạm vào mặt Táng Cương. Táng Cương bất ngờ dùng đao đâm vào cổ người đàn ông, máu phun ra như suối. Táng Cương đột nhiên rút đao ra, máu càng phun trào dữ dội. Người đàn ông ngã xuống đất, hai tay ôm cổ, hoảng sợ nhìn Táng Cương, cơ thể không ngừng co giật. Táng Cương ngồi xổm xuống, đâm hai đao vào mắt gã. Diệp Quân, Trúc Đào và Thím Khương sợ hãi nhìn Táng Cương. Mà những người đang quan sát xung quanh trong tối lúc này đều hoảng sợ, cô bé này thật sự rất tàn nhẫn. Táng Cương đứng dậy, đi về phía xa. Diệp Quân đưa Trúc Đào và Thím Khương đi theo. Trúc Đào đột nhiên kéo tay áo Diệp Quân, Diệp đệ, chúng ta, vẫn đi theo cô bé sao? Gã thật sự hơi sợ cô bé không nói lời nào này. Diệp Quân nhìn Táng Cương, đi theo cô bé, sẽ an toàn hơn. Kể từ khi tới đây hắn chưa từng tu luyện, vì vậy khi tu vi bị phong ấn, hắn thực sự sẽ trở thành một người bình thường. Nếu chỉ một mình hắn thì không sợ, nhưng dẫn theo Trúc Đào và Thím Khương, dù sao. Hắn cảm thấy đi theo Táng Cương sẽ an toàn hơn chút. Cứ như thế, Diệp Quân dẫn vợ chồng Trúc Đào đi theo Táng Cương đến một đại điện này rất cũ nát, gió lùa vào từ bốn phía. Sau khi Táng Cương đi vào, cô bé tìm một ít cành cây khô, rồi lấy từ trong túi ra một hộp diêm để nhóm lửa, sau đó, cô bé lại lấy từ trong túi ra một cái bánh bao, vừa đọc sách vừa ăn. Vợ chồng Trúc Đào không dám tới gần cô bé. Ngồi sang bên kia, cũng đốt một đống lửa. Diệp Quân nhìn quyển sách trên tay Táng Cương, lần này hắn hơi kinh ngạc, vì hắn phát hiện sách Táng Cương đọc không phải là sách giải phẫu gì đó, mà là một cuốn sách về đao pháp, nhưng nó chẳng qua chỉ là một quyển sách đao pháp cơ bản. Lúc này, Táng Cương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân, tuy rằng trên người cô bé toàn là máu, nhưng ánh mắt lại rất sạch sẽ trong trẻo. Diệp Quân nói, sao vậy? Táng Cương lật cuốn sách lại, chỉ vào một chữ trong đó, đọc thế nào. Diệp Quân nhìn chữ kia một cái, sau đó nói, thô. Táng Cương nhìn Diệp Quân, có nghĩa gì? Diệp Quân nói, ngươi có thể hiểu thành thô lỗ. Táng Cương gật đầu, sau đó tiếp tục đọc sách. Diệp Quân nhìn Táng Cương, sau đó đi về phía vợ chồng Trúc Đào, Trúc Đào đột nhiên lấy từ trong túi ra một cái bánh bao đưa cho Diệp Quân. Diệp đệ, ngươi ăn đi. Diệp Quân nhận lấy bánh bao, khẽ mỉm cười, sau đó nói cảm ơn. Trúc Đào muốn nói lại thôi. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Trúc Đào thấp giọng thở dài, Diệp đệ, nếu sớm biết ngươi chỉ có một tấm thiên huyền lệnh, ta sẽ thật xin lỗi. Gã tưởng rằng Diệp Quân có hai tấm thiên huyền lệnh, nhưng bây giờ xem ra Diệp Quân hẳn chỉ có một tấm, nếu có hai tấm thì Diệp Quân đã sớm rời khỏi nơi này. Diệp Quân mỉm cười nói. Không sao, huynh đừng nghĩ nhiều. Trúc Đào lại thở dài, cảm thấy rất áy náy. Diệp Quân cắn một miếng bánh bao, sau đó nói, chúng ta ở đây nghỉ ngơi thật tốt trước đã. Trúc Đào gật đầu, được. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen. Diệp Quân cau mày khi nhìn thấy người đàn ông trung niên bước vào, người đàn ông trước mặt này lại là một vị tông sư. Hắn hơi tò mò, lẽ ra cường giả cấp bậc tông sư hẳn đều đã rời đi,
tại sao lại đột nhiên xuất hiện cường giả tông sư? Chẳng lẽ là đến tìm hắn? Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, người đàn ông kia đột nhiên nhìn về phía Táng Cương đang đọc sách cách đó không xa, người giết Chu Điệp đúng không? Chu Điệp. Diệp Quân lập tức hiểu ra. Người mặt này đến đây là vì Chu Điệp. Táng Cương nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Người đàn ông trung niên chậm rãi đi về phía Táng Cương, ông ta chậm rãi nói, Chu tộc ra giá 1.000 viên linh tinh để lấy mạng ngươi, nếu ngươi cho ta 2.000, ta có thể tha chết cho ngươi. Táng Cương nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt đều là vẻ khó hiểu. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu, ngươi đừng giả vờ vô tội với ta đã từng điều tra rồi, chính là do ngươi làm, ngươi. Nhưng lúc này, Táng Cương đột nhiên đá vào đống lửa. Mấy thanh củi đang cháy bay thẳng về phía người đàn ông trung niên, ánh mắt người đàn ông trung niên lập tức trở nên lạnh lùng, vung tay áo lên, một luồng khí lập tức đánh văng những thanh củi đó ra, nhưng Táng Cương đã vọt tới trước mặt ông ta, dùng đao đâm vào bụng ông ta. Tốc độ của Táng Cương thật sự rất nhanh, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn, có điều, người đàn ông trung niên kia dù sao cũng là một tông sư, lúc Táng Cương lao tới trước mặt ông ta đấm mạnh về phía Táng Cương. Nắm đấm lóe lên tia sáng, vô cùng mạnh mẽ. Bùm! Cú đấm này buộc Táng Cương phải dừng lại, cô bé lùi lại trước đống lửa, lại tung chân đá phát nữa, một đống cho bụi bay thẳng về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên vung tay áo lên chặn lại, nhưng Táng Cương lại xông tới trước mặt ông ta, một đao đâm về phía đầu ông ta, nhưng nắm đấm của người đàn ông đã bắt được con dao găm của cô bé. Bùm! Táng Cương bị đánh bật ra sau. Lúc này, người đàn ông đột nhiên bước tới, dùng khuỷu tay ấn Táng Cương xuống, Táng Cương thuận thế nằm dưới đất, đồng thời cô bé nắm lấy một đống cho trên đất ném về phía người đàn ông trung niên, ông ta vội thu tay về che mắt, đúng lúc đó, Táng Cương bất ngờ đứng dậy chém một đao vào cánh tay của ông ta. Bùm! Một tia lửa bắn ra, người đàn ông trung niên lùi lại vài bước, dưới ống tay áo lại có một tấm giáp mềm. Diệp Quân ở một bên quan sát cũng hơi kinh hãi. Phát hiện Táng Cương không có bất kỳ cảnh giới tu vi nào, cô bé chỉ dựa vào kỹ thuật giết người đơn giản, nếu người đàn ông trung niên không mặc áo giáp mềm thì cánh tay đã không còn nữa. Người đàn ông trung niên vừa dừng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta đột nhiên trở nên hung hãn, không ngờ mình lại thua thiệt trước cô bé không có bất kỳ tu vi nào trước mặt. Thấy Táng Cương lại vọt tới, chân phải ông ta đột nhiên điểm nhẹ một cái lên mặt đất, cả người hóa thành dư ảnh lao tới. Kỹ năng thân pháp. Lúc này, tốc độ của ông ta tăng lên hơn 10 lần, tóm lấy cổ của Táng Cương, tuy nhiên, gần như lúc đó, Táng Cương đâm thẳng vào mắt người đàn ông trung niên. A! À. Người đàn ông trung niên đột nhiên hét lên thảm thiết, ông ta nắm lấy cổ Táng Cương, muốn dùng hết sức bóp gãy, nhưng vào lúc này, trong cơ thể Táng Cương đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng đỏ, đánh bay người đàn ông trung niên kia, cùng lúc đó. Cơ thể người đàn ông trung niên đột nhiên nổ tung, vô số máu tươi bay về phía Táng Cương, sau đó bị Táng Cương hấp thu hết. Diệp Quân chợt ngồi dậy, không thể tin nhìn Táng Cương rơi trên mặt đất cách đó không xa, run giọng nói, đây là khí tức huyết mạch phong ma. Sao cô bé có thể? Mẹ nó! Tiểu Tháp cũng vô cùng kinh hãi. Diệp Quân đi tới trước mặt Táng Cương, hắn nhìn Táng Cương đang hôn mê trước mặt, mặt đầy nghi ngờ. Tất nhiên hắn không nhầm, vừa nãy, khí tức bộc phát ra chính là huyết mạch phong ma. Diệp Quân đứng ở bên cạnh Táng Cương, hắn đưa tay gạt máu ở khóe miệng Táng Cương, nhìn máu trên đầu ngón tay, hắn im lặng. Thật sự là có khí tức huyết mạch phong ma. Mặc dù rất ít nhưng quả thật là huyết mạch phong ma. Hắn hơi nghi ngờ, sao cô bé này lại có huyết mạch phong ma chứ? Tiểu Tháp nói, chẳng lẽ là em gái ngươi? Diệp Quân lắc đầu. Không phải hắn không nghĩ tới điều này, mà là hắn chỉ nhìn thoáng qua thì phát hiện, huyết mạch phong ma trong người Táng Cương rất ít, hơn nữa hắn không nghĩ cha sẽ nuôi thả con gái của mình. Nếu cô bé không phải em gái hắn thì chỉ có một giải thích, đó chính là huyết mạch cô bé tự tạo ra. Diệp Quân cau mày lại, bởi vì điều này cũng không có khả năng. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, không phải lúc đầu cô bé dùng đao đâm ngươi sao? Sau khi đâm ngươi, cô bé liếm máu của ngươi, nhưng lúc đó cô bé lại không cảm thấy khó chịu gì hết, nói cách khác huyết mạch phong ma đã tiếp nhận cô bé,
dù sao huyết mạch phong ma của ngươi cũng có linh trí. Lông mày Diệp Quân càng nhíu chặt hơn. Tiểu Tháp nói, có khả năng cô bé đã thay đổi huyết mạch của mình nhờ một chút huyết mạch phong ma kia. Diệp Quân gật đầu, có khả năng. Lúc trước hắn đến gần Táng Cương, huyết mạch phong ma sẽ có phản ứng, loại cảm giác đó vô cùng gần gũi. Huyết mạch phong ma nhận cô bé này. Diệp Quân nhìn Táng Cương đang hôn mê trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn cúi người bé Táng Cương lên, sau đó đặt cô bé lên đống cỏ khô bên cạnh, hắn phát hiện máu của Táng Cương có gì đó không ổn, lần này mặc dù huyết mạch phong ma trên người cô bé rất ít, nhưng đó cũng là huyết mạch phong ma, căn bản không phải là thứ mà bây giờ cô bé có thể chịu đựng được. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân đột nhiên xoay người đi về phía người đàn ông trung niên đã chết. Hắn tìm kiếm và tìm thấy một chiếc nhẫn không gian trên mặt đất, cấp độ nhẫn không gian của thế giới này cũng tương đối thấp, không có chức năng khóa gì cả, vì vậy căn bản không cần linh khí đã có thể mở được. Diệp Quân tìm một lát, tìm được mấy lọ đan dược, lấy ra ngửi thử, cuối cùng đổ một lọ đan dược màu trắng trong đó vào trong miệng Táng Cương, đan dược vừa vào đã hóa thành chất lỏng chảy khắp cơ thể cô bé. Cùng lúc đó, Diệp Quân bắt đầu giúp cô bé trấn áp huyết mạch phong ma đang xao động trong cơ thể. Huyết mạch phong ma trong cơ thể cô bé gặp hắn, như chuột thấy mèo, vô cùng sợ hãi, điều này càng khẳng định suy đoán trước đó của Tháp gia. Lúc này, Trúc Đào và Thím Khương đi tới, Trúc Đào nhìn Táng Cương một cái, muốn nói lại thôi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Trúc Đào đang muốn nói chuyện, Thím Khương bên cạnh đột nhiên thấp giọng thở dài, cô bé này cũng là một người đáng thương. Diệp Quân nhìn Thím Khương, hơi kinh ngạc, thím biết cô bé à? Thím Khương gật đầu, biết, người dân trong vùng bọn ta đều biết cô bé bị cha mẹ ném vào bãi tha ma khi mới 4 tuổi. Mọi người đều nghĩ rằng cô bé đã chết, nhưng thực ra không phải vậy, cô bé bỏ ra từ trong bãi tha ma, sau đó dựa vào ăn. Nói đến đây, bà ta không tiếp tục nói tiếp. Diệp Quân hơi nhíu mày. Thím Khương tiếp tục nói, bởi vì cô bé bỏ ra từ bãi tha ma nên mọi người đều gọi cô bé là Táng Cương, hơn nữa, khi đó, cho dù là những đứa bé ở khi dân nghèo cũng không muốn chơi với cô bé, nói thật, những năm gần đây không biết làm sao mà cô bé sống được. Diệp Quân nhìn Táng Cương trước mặt, im lặng. Trúc Đào thấp giọng thở dài, nhưng cô bé này cũng thật sự là một người tàn nhẫn, mặc dù trong loạn thế này, ai cũng ác độc, nhưng cô bé này ác độc đến đáng sợ. Khi lớn lên, cô bé giết cha mẹ đã từng vứt bỏ cô bé. Chết vô cùng thảm. Thím Khương khẽ lắc đầu, bọn họ đều là người nghèo khổ. Ngay lúc này, Táng Cương đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó, cô bé đâm mạnh về phía Diệp Quân với tốc độ rất nhanh. Cũng may Diệp Quân phản ứng rất nhanh, lúc Táng Cương ra tay, hắn vội lui ra, tránh khỏi một đao này của cô bé. Trúc Đào và Thím Khương cũng liên tục lui về phía sau. Bọn họ cũng vô cùng sợ Táng Cương này. Một đao không trúng, Táng Cương còn muốn đâm một đao nữa nhưng lúc này, bên trong cơ thể đột nhiên bị yếu đi, cơ thể cô bé mềm nhũn, ngã xuống. Cô bé nhìn chằm chằm Diệp Quân bằng ánh mắt hung dữ, tay phải nắm chặt đao. Trúc Đào ở một bên hơi do dự, sau đó nói, Táng Cương, vừa rồi Diệp đệ đã cứu ngươi bình tĩnh chút. Táng Cương không nói gì, chẳng qua chỉ hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, nhưng không lâu sau, đôi mắt cô bé từ từ đóng lại, ngất đi. Trúc Đào nhìn về phía Diệp Quân, Diệp đệ, cô bé này thật sự quá nguy hiểm. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Trúc Đào còn muốn nói gì đó, Thím Khương đột nhiên kéo gã lại, sau đó thấp giọng nói, Diệp công tử bản lĩnh rất lớn, ngươi đừng quan tâm. Trúc Đào nhìn Diệp Quân một cái, hơi ngại ngùng gãi đầu. Diệp Quân lại lấy ra một viên đan dược đút cho Táng Cương, một lát sau, sắc mặt Táng Cương rốt cuộc đã tốt hơn. Qua hồi lâu, Táng Cương chậm rãi mở mắt ra, lần này, cô bé không ra tay, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô bé, không nói gì. Ngay lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vài, Diệp Quân quay đầu nhìn về phía người đàn ông nhìn Táng Cương trước mặt Diệp Quân, sau đó nói ta không có ý xấu. Diệp Quân nói, có chuyện gì? Người đàn ông trầm trọng nói, bọn ta phát hiện có một trận pháp dịch chuyển ở trong dãy núi cách đây trăm dặm phía bên phải, nó được các thế lực thiên giới năm xưa xây dựng, hiện tại vẫn có thể sử dụng được, bọn ta muốn đi tới đó,
nhưng bên đó tương đối nguy hiểm, bởi vì ở đó có một chút linh thú, vì vậy, bọn ta muốn tìm một số người giỏi chiến đấu. Hiển nhiên, Táng Cương ở trong mắt bọn họ là người vô cùng giỏi chiến đấu. Diệp Quân hơi kinh ngạc, có trận pháp dịch chuyển ư? Người đàn ông gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, chúng ta đi. Diệp Quân phải về lại thiên giới, lần này hắn phải đi tìm Long Đại, bởi vì Long Đại có thể thông báo cho Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên. Không có cách nào, cô của hắn yêu cầu hắn không thể sử dụng bất kỳ chỗ dựa hay thân phận nào, vì vậy hắn chỉ có thể tuân theo nội quy của học viện, làm theo quy trình bình thường. Dĩ nhiên, người bình thường chắc chắn rất khó thực hiện theo các quy trình bình thường. Nhưng, không có cách nào, bây giờ chỉ có cách này. Người đàn ông trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đi. Diệp Quân nói, được. Người đàn ông nhìn Táng Cương đang nằm dưới đất, muốn nói lại thôi. Diệp Quân nói, không sao, cô bé chỉ hơi yếu, sẽ sớm bình phục thôi. Người đàn ông gật đầu một cái, vậy chúng ta đi. Nói xong, gã xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn về phía Trúc Đào và Thím Khương, Đào Huynh, Thím Khương, hai người ở lại đây đi, đến lúc đó ta sẽ tới đón hai người. Trúc Đào và Thím Khương đều là người bình thường, ở lại đây sẽ an toàn hơn. Trúc Đào gật đầu, được, Diệp Đệ, người chú ý an toàn. Diệp Quân gật đầu một cái, sau đó hắn cõng Táng Cương đi. Nhìn Diệp Quân và Táng Cương rời đi, Trúc Đào nắm chặt tay Thím Khương. Nhẹ giọng nói, Diệp Đệ là một người rất tốt. Thím Khương hơi gật đầu, kể từ khi biết Diệp Quân đưa tấm thiên huyền lệnh duy nhất cho Trúc Đào, Thím Khương càng ngày càng hài lòng với Diệp Quân, đồng thời cũng cảm thấy hơi hối hận, lúc đầu bà ta thật sự hơi xấu tính. Mà lần đầu tiên bà ta cảm thấy lòng tốt của chồng mình là một điều tốt, bởi vì nếu không phải chồng tốt bụng, Trúc Hạnh Nhiễm cũng không thể an toàn rời khỏi nơi này. Có lúc, người tốt vẫn được báo đáp. Diệp Quân cõng Táng Cương đi theo người đàn ông đi ra ngoài, dĩ nhiên hắn phải dẫn theo cô bé này, không chỉ vì an toàn của cô bé mà còn vì sự an toàn của người khác. Cô bé này thật sự là thuộc loại người một lời không hợp thì đâm chết luôn. Diệp Quân cõng Táng Cương đi theo người đàn ông tới cửa thành, lúc này ở đây tụ tập mười mấy người, nhìn một lượt tất cả đều là người ác, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Quân và Táng Cương, đều nhíu mày lại. Có người đột nhiên nói, Chiêm Phó, ngươi chắc chắn hai người họ có thể chứ? Người đàn ông tên Chiêm Phó nhìn Diệp Quân và Táng Cương, có thể. Người nọ còn muốn nói gì đó, Chiêm Phó nhìn gã một cái, nói nhảm cái gì, đi. Người nọ hiển nhiên hơi sợ Chiêm Phó, không dám nói gì nữa. Mọi người lên đường đi tới mục tiêu. Trần Nhất Thiên mỗi ngày đều thêm một số máy đào mỏ. Tốc độ phá hủy của đại lục bị vứt bỏ tăng lên đáng kể, có thể nói rằng trong vòng chưa đầy nửa tháng, có thể không đến 10 ngày, toàn bộ đại lục bị vứt bỏ sẽ bị phá hủy hoàn toàn, lúc đó mọi sinh vật đều phải chết. Diệp Quân biết thời gian còn lại không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng đến thiên giới tìm Long Đại. Mọi người trong bóng tối tiến về phía trước, thỉnh thoảng ở cuối tầm mắt, một luồng lửa sẽ bắn lên trời, chiếu sáng bầu trời như ban ngày. Một lúc lâu sau, mọi người tiến vào một dãy núi, tuy nhiên, trước khi tiến vào dãy núi, đội trưởng Chiêm Phó lại bảo mọi người dừng lại, mọi người ngồi trước một tảng đá, gã liếc nhìn mọi người một cái, sau đó nói, dãy núi này có linh thú bên trong, ít nhất cũng đều cấp 6 trở lên, cực kỳ hung hãn, không biết có bao nhiêu linh thú, nên sau khi tiến vào, chúng ta phải phối hợp cẩn thận, không ai được phép tự tiện hành động. Mọi người gật đầu. Chiêm Phó nói, nghỉ ngơi 15 phút. Ăn uống no nê, 15 phút nữa hành động. Mọi người bắt đầu lấy đồ ăn mình mang theo ra và bắt đầu ăn. Cách đó không xa, Diệp Quân đặt Táng Cương xuống, Táng Cương nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân lấy ra một cái bánh bao đưa cho cô bé không từ chối, nhận lấy lập tức ăn. Diệp Quân cũng lấy ra một cái bánh bao bắt đầu ăn. Hai người đều không nói gì. 15 phút sau. Mọi người lên đường đi sâu vào trong dãy núi. Vừa tiến vào trong núi, Diệp Quân nhíu mày nhìn Táng Cương phía sau lưng, tay phải cô bé nắm chặt đao. Diệp Quân cũng cau mày lại, vì hắn cảm thấy nguy hiểm. Diệp Quân cõng Táng Cương đi đến bên cạnh Chiêm Phó, trầm giọng nói, nguy hiểm.
Chiêm Phó hiển nhiên cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, gã liếc nhìn xung quanh, nhưng trời hoàn toàn tối đen, gã không nhìn thấy gì cả. Chiêm Phó đột nhiên duỗi tay phải ra, mọi người vội vàng dừng lại. Chiêm Phó ngồi xổm xuống, khẽ ngửi, một lát sau, gã mới chậm rãi quay đầu nhìn sang bên phải, ánh mắt trở nên lạnh lùng, đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một bóng đen. Linh thú. Trong mắt Chiêm Phó lóe lên một tia sát ý, giết, mọi người lập tức lao về phía trước. Lần này, người mà Chiêm Phó tìm tới đều có thể chiến đấu, tất cả đều là người tàn nhẫn, mọi người không hề do dự lao ra ngoài, dưới đòn tấn công của bọn họ, linh thú bị giết chết, sau đó bị phân thây. Thịt của loại yêu thú này chính là vật vô cùng bổ dưỡng. Sau khi giải quyết con linh thú kia, mọi người tiếp tục tiến về bóng tối phía trước, nhưng vừa đi được không lâu, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Một bầy yêu thú. Ít nhất có mấy trăm linh thú. Vẻ mặt đội trưởng Chiêm Phó rất bình tĩnh, đột nhiên nói, tách ra chạy. Nói xong gã lập tức chạy ra ngoài, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mọi người vẫn còn hơi bối rối, nhưng bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, chết tiệt, có khả năng bọn họ đã bị lừa. Diệp Quân cõng Táng Cương nhanh chóng biến mất ở phía xa. Mọi người cũng xoay người bỏ chạy. Tốc độ của Diệp Quân rất nhanh, chạy về phía Chiêm Phó, nhưng chạy không được bao lâu, hắn phát hiện có mấy con linh thú đuổi theo hắn. Diệp Quân quay lại nhìn, mấy con linh thú to bằng những con bò được trưởng thành, tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Quân tăng nhanh tốc độ, nhưng linh thú ở bốn phía càng lúc càng nhiều, những con linh thú kia đói khát đã lâu, khi nhìn thấy con người, mắt chúng đỏ ngầu, phấn khích như được tiêm thêm chất kích thích. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, với tốc độ này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đuổi kịp. Diệp Quân nói, tháp ra, người nghĩ biện pháp đi. Tiểu tháp nói, chạy. Diệp Quân. Ngay lúc này, hai mắt Diệp Quân nhất thời sáng lên, hắn phát hiện phía trước có một con sông, hắn cõng Táng Cương điên cuồng tăng tốc, khi đến bờ sông, hắn cõng Táng Cương nhảy xuống sông. Hắn không biết linh thú kia có biết bơi hay không, dù sao bây giờ hắn chỉ có thể đánh cược. Nhưng vừa nhảy xuống sông, phía sau đã vang lên tiếng nước bắn tung tóe. Sắc mặt Diệp Quân bỗng tối sầm lại. Lúc này, Táng Cương ở trên lưng hắn đột nhiên xoay người, lao về phía mấy con linh thú. Một con linh thú vào tới trước mặt Táng Cương, há miệng to như chậu máu, Táng Cương dùng đao đâm vào đầu nó. Con linh thú kia gầm lên, co giật vài cái trong nước, cùng lúc đó Táng Cương xoay người đánh về phía một con linh thú khác. Thật ra cô bé không có chút tu vi nào, nhưng tốc độ xuất đao của cô bé rất nhanh rất chính xác, góc độ cũng rất tốt, cô bé có thể dùng đao đánh vào điểm yếu nhất. Cứ như vậy, dưới sự quan sát của Diệp Quân, Táng Cương một người một đao đã giết chết ba con linh thú. Nước sông xung quanh hai người chuyển sang màu đỏ tươi. Một lúc sau, Diệp Quân đưa Táng Cương trở lại mặt đất, hắn phát hiện Táng Cương bị cắn một miếng lớn ở vai, nếu sâu hơn chút nữa, khả năng cánh tay cô bé đã không còn nữa. Diệp Quân xé ống tay áo của mình xuống băng bó vết thương cho cô bé, sau đó tìm thuốc chữa thương trong nhẫn không gian đút cho cô bé. Trong lúc này, Táng Cương vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, tay phải nắm chặt lấy thanh đao. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn đi tới bờ sông, nhìn thi thể của ba con linh thú kia, hắn thu hai con vào trong nhẫn không gian, sau đó lột ra con linh thú còn lại, rửa sạch sẽ. Một lát sau, Diệp Quân đốt một đống lửa trước mặt Táng Cương rồi nướng thịt. Táng Cương chỉ nhìn chằm chằm thịt linh thú trong tay Diệp Quân, thời gian trôi qua, mùi thịt càng lúc càng thơm. Táng Cương không khỏi cảm thấy cổ họng mình cuộn lên. Thấy cảnh này, Diệp Quân cười một tiếng, Táng Cương nhìn hắn, không nói gì. Một lúc sau, Diệp Quân xé một miếng thịt nướng đưa cho Táng Cương nhìn chằm chằm hắn, cũng không nhận lấy, Diệp Quân cắn một cái, sau đó lại xé một miếng đưa cho cô bé, nhưng cô bé lại lấy miếng thịt hắn từng ăn, sau đó ăn từng miếng một. Tốc độ ăn của cô bé rất nhanh, chớp mắt đã ăn hết miếng thịt. Sau đó lại nhìn Diệp Quân đưa miếng thịt nướng trong tay cho cô bé nhìn chằm chằm Diệp Quân cho đến khi Diệp Quân cắn một miếng, cô bé mới nhận lấy ăn. Diệp Quân cũng xé một miếng thịt linh thú nếm thử, mùi vị không tệ nhưng kém xa mùi vị của thịt dê, hơn nữa, vì không có gia vị từ hệ ngân hà, vì vậy, nên mùi vị cũng kém đi nhiều.
Ăn được một lúc, đột nhiên, sâu trong dãy núi phía xa xuất hiện một luồng ánh sáng xanh, tia sáng bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, trận pháp. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Táng Cương, có thể đi được không? Táng Cương không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trước mặt hắn. Diệp Quân xé thêm mấy miếng thịt linh thú cho cô bé nhận lấy lập tức ăn. Diệp Quân nhìn Táng Cương một lúc, mới nói, người có muốn tu luyện không? Táng Cương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân nói, ta có thể dạy ngươi tu luyện, có muốn không? Táng Cương không nói gì, nhưng cầm một miếng thịt đưa cho Diệp Quân. Hiển nhiên, cô bé muốn tu luyện. Diệp Quân nhận lấy thịt linh thú, sau đó nói, tiếp theo ta sẽ dạy ngươi một loại công pháp, ta đọc, ngươi nghe. Hắn chậm rãi giảng giải vũ trụ quan huyên pháp. Táng Cương nhìn Diệp Quân, cô bé rất nghiêm túc lắng nghe. Tiểu Tháp đột nhiên nói, người muốn dạy cô bé này tu luyện sao? Diệp Quân trong lòng nói, ừ. Tiểu Tháp trầm giọng nói, cô bé này bây giờ đã ác độc như vậy, sau khi cô bé tu luyện, ta không dám tưởng tượng. Diệp Quân nhìn Táng Cương, sau đó nói, số phận bất công với cô bé, ta muốn cho cô bé một cơ hội, tất nhiên, ta sẽ dẫn theo cô bé để cô bé có thể phân rõ thiện ác. Tiểu Tháp im lặng. Thiên phú của Táng Cương cực tốt, chỉ mới một lần, cô bé đã nhớ được những lời Diệp Quân nói. Sau đó dưới sự hướng dẫn, lần đầu tiên cô bé có thể thục dục vũ trụ quan huyên pháp. Bộ công pháp này vô cùng nghịch thiên. Cô bé vừa mới thúc dục, linh khí còn sót lại trong trời đất tụ lại sau đó đổ vào cơ thể cô bé. Nhưng linh khí của nơi này quả thật quá ít, vì vậy, linh khí tụ lại càng ngày càng ít. Một lát sau, Táng Cương chậm rãi mở hai mắt ra, cô bé nhìn về phía Diệp Quân, sau đó vội vàng đi tới bên cạnh chỗ nướng thịt, xé một miếng đưa cho Diệp Quân. Thấy cảnh này, trên mắt Diệp Quân xuất hiện một nụ cười. Cô bé này ác nhưng không ngu. Diệp Quân cười nói, có muốn mạnh hơn không? Táng Cương gật đầu thật mạnh. Sống sót ở trong loạn thế này, cô bé hiểu rất rõ một chuyện, đó là, muốn sống thì phải có thực lực mạnh mẽ. Cô bé đi tới học viện thần miếu, chính là bởi vì vậy. Diệp Quân quan sát Táng Cương, vậy ngươi phải nghe lời ta, thế nào? Táng Cương nhìn chằm chằm hắn, ta nghe lời ngươi thì có thể mạnh tới mức nào? Diệp Quân suy nghĩ một lúc rồi nói, rất, rất mạnh. Táng Cương nói, ví dụ. Diệp Quân quay đầu nhìn một ngọn núi ở phía xa, sau đó nói, ví dụ như, ngươi chỉ cần chỉ nhẹ một cái, ngọn núi kia sẽ bị tan thành mây khói. Táng Cương im lặng một lúc rồi nói, được. Diệp Quân gật đầu một cái, từ giờ trở đi, mỗi ngày ngươi đều đi cùng ta, sau khi ngươi đọc sách xong ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quân, được. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Quân đưa Táng Cương đi về phía sâu trong dãy núi. Dọc theo đường đi, hắn bắt đầu dạy Táng Cương học chữ, trí nhớ của cô bé này cực tốt lại vô cùng thông minh, vì vậy Diệp Quân dạy rất nhanh. Diệp Quân cũng không muốn cô bé thay đổi gì cả, mà muốn cô bé có thể phân biệt phải trái, biết thiện ác. Thật ra hắn khá tán thưởng Táng Cương, mặc dù ban đầu đối phương lấy oán báo ơn, thiếu chút nữa đã giết cả hắn, nhưng nhìn từ một góc độ khác, cô bé này có thể lớn lên trong hoàn cảnh đó, không thể phủ nhận rằng cô bé vô cùng giỏi. Lúc này hắn chợt hiểu ra một điều, đó là thế gian này thật sự không thiếu người có nghị lực lớn và thiên phú tuyệt đỉnh, nếu Diệp Quân không có xuất thân tốt, thì hắn cũng chỉ một thiên tài có chút tài năng ở trong vũ trụ này mà thôi. Lúc này, hắn thật sự khâm phục ông nội, tay trắng lập nghiệp không dễ dàng gì. Ông nội chịu khổ, cháu trai hưởng phúc, xem ra cũng không có gì sai cả. Nghĩ tới đây, Diệp Quân không khỏi bật cười. Táng Cương nhìn Diệp Quân đang cười. Hơi nghi ngờ. Nhận ra ánh mắt của Táng Cương, Diệp Quân vội vàng thu lại nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, người biết người tốt và người xấu là gì không? Táng Cương lắc đầu. Diệp Quân nói, không sao, ta sẽ dạy ngươi dần dần, ngươi nhớ rằng, sau này gặp người tốt, chúng ta không thể giết lung tung, phải biết phân biệt phải trái, phải giúp đỡ, gặp người xấu. Cứ dùng cách của ngươi. Táng Cương nhìn về phía Diệp Quân, ngươi là người tốt hay người xấu? Diệp Quân cười nói, ngươi có muốn giết ta hay không? Táng Cương suy nghĩ, sau đó gật đầu, muốn.
Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ, sau đó hỏi, tại sao? Táng Cuông nói, muốn giết thì giết, không có lý do. Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Táng Cương trước mặt, trong lòng thở dài, muốn để cô bé này biết thiện ác, hắn cần đi một chặng đường dài nữa đây. Ngay lúc này, sâu trong núi phóng lên một cột sáng màu xanh, năng lượng mạnh mẽ đó phát ra từ sâu bên trong đó. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía chân trời, sau đó nói, đi. Vừa nói, hắn nắm tay Táng Cương chạy vào chỗ sâu trong dãy núi. Thiên giới. Trần Nhất Thiên cung kính đứng trong đại điện, ở trước mặt gã là một ông lão đang ngồi, ông lão này tên Chu Lăng, cùng tộc với Chu Viện Chủ, ở sau lưng ông lão, còn có một người mặc áo choàng đen. Lúc này, gã mới biết Chu Viện Chủ lại là người của Đại Chu trong truyền thuyết. Đó là thế lực nào? Thế lực đỉnh cấp của nền văn minh vũ trụ thiên hành cấp 4, hơn nữa, nghe nói bây giờ sắp thăng thành nền văn minh vũ trụ cấp 5. Kinh khủng nhất là nữ hoàng Đại Chu còn là người phụ nữ của viện trưởng Diệp Quân, hơn nữa, bây giờ không chỉ nắm giữ tiên bảo các mà còn tiến vào nội các, có thể nói nữ hoàng Đại Chu chính là người phụ nữ quyền thế nhất vũ trụ Quan Huyên. Chu Lăng bình tĩnh nói, đã tìm được người đó chưa? Trần Nhất Thiên hơi do dự, sau đó nói chưa? Chu Lăng bỗng híp mắt lại, luồng sức mạnh vô hình bao phủ Trần Nhất Thiên vội vàng khom người xuống, bẩm đại nhân. Thư viện đã phái người đi điều tra. Chu Lăng lắc đầu, không cần bọn họ, chuyện này Đại Chu ta có thể tự giải quyết, ngươi ra ngoài đi. Trần Nhất Thiên vội vàng cung kính hành lễ, lui xuống. Lúc này, người mặc áo choàng đen đằng sau Chu Lăng trầm giọng nói, Lăng quản sự, theo ta biết, Chu viện chủ đã làm chuyện phạm pháp, ta nghĩ trong chuyện này có gì đó kỳ quái. Chu Lăng lạnh lùng nói, mặc kệ ông ta có phạm pháp hay không. Không ai có thể giết ông ta, động vào người của Đại Chu ta thì sẽ bị diệt 10 tộc. Người mặc áo choàng đen hơi do dự, sau đó nói, thuộc hạ cảm thấy chuyện này vẫn nên cẩn thận, tộc Thiên Long cũng. Hừ, Chu Lăng đột nhiên hừ một tiếng, trên mặt đều là khinh thường, tộc Thiên Long chỉ là một loại yêu thú cấp thấp mà thôi, cũng xứng so sánh với Đại Chu chúng ta ư. Bạn chúng đến cả việc xách giày cho chúng ta cũng không xứng. Truyền lệnh xuống. Lục soát toàn bộ thiên giới người tên Dương Tháp đó, nếu tra được giết 10 tộc để cảnh cáo. Đại Chu. Thật ra rất nhiều đại thế gia và tông môn ở Đại Chu đều không phục vũ trụ Quan Huyên, vì trước thời Đại Chu đã có nền văn minh vũ trụ cấp 4, lúc đó vũ trụ Quan Huyên chỉ có thể miễn cưỡng được coi là nền văn minh vũ trụ cấp 1. Bảo một nền văn minh vũ trụ cấp 4 đầu hàng một nền văn minh vũ trụ cấp 1 chẳng phải là điều vô lý sao? Đương nhiên. Họ vẫn rất coi trọng Diệp Quân, dù sao khi Đại Chu gặp nguy cơ bị diệt vong, Diệp Quân đã đứng ra nhưng trong lòng của nhiều thế lực và tông môn Đại Chu, sự kết hợp giữa Diệp Quân và Chu Phản được coi là Diệp Quân đã trèo cao. Một nền văn minh vũ trụ cấp 1 kết hợp với nền văn minh vũ trụ cấp 4 chẳng phải trèo cao thì là gì. Thế nên khi Đại Chu muốn gia nhập Thư viện Quan Huyên, có rất nhiều sự phản đối từ phía Đại Chu, nhưng vì sự đàn áp mạnh mẽ của Chu Phản và Hoàng thất Đại Chu. Cuối cùng rất nhiều thế lực và tông môn phải nhượng bộ, nhưng họ cảm thấy không vui, nhất là khi có sự chênh lệch khá lớn về thực lực giữa các thế lực tông môn lớn ở vũ trụ Quan Huyên và các thế lực tông môn lớn ở Đại Chu, nhưng Đại Chu vẫn phải phục tùng vũ trụ Quan Huyên, điều này khiến nhiều thế lực tông môn ở Đại Chu rất không hài lòng. Cũng chính vì thế, các thế lực và tông môn lớn ở Đại Chu đều có cảm giác ưu việt với vũ trụ Quan Huyên. Nhưng cũng may Chu Phản đưa ra đề nghị chia khu vực để thống trị nên trong nhiều năm qua, mặc dù thi thoảng có xảy ra xích mích nhỏ giữa Đại Chu và vũ trụ Quan Huyên nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Lần này sở dĩ Chu Lăng tức giận như thế là vì một viện chủ của Đại Chu lại bị người ta giết. Quả thật là đang xem thường Đại Chu. Phải giết 10 tộc của hắn để cảnh cáo. Người đồ đen phía sau Chu Lăng vẫn hơi lo lắng, Chu Nhân Sách vi phạm Quan Huyên Pháp, chuyện này. Chu Lăng vung tay, không cho là thế, không phải chỉ là kiếm chút tiền thôi sao, có gì to tát đâu, còn Quan Huyên Pháp là cái thứ gì? Nói đến đây, ông ta khinh thường nói, ngoài vũ trụ Quan Huyên, còn ai xem cái thứ đó là quan trọng? Người đồ đen còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Chu Lăng lại lạnh lùng liếc gã một cái nói, đừng nói nhiều lời, lập tức phái toàn bộ thám tử, cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm được hắn về cho ta. Người đồ đen do dự một chốc,
thấp giọng thở dài, chỉ đành nói tuân lệnh. Nói rồi gã lui ra ngoài. Trong điện, Chu Lăng nhắm mắt lại, dám động vào đại chu ta, không biết sống chết. Đại lục bị vứt bỏ. Sau khi Diệp Quân dẫn Táng Cương vượt qua hai ngọn núi lớn, trên một ngọn núi cách trước mặt họ cả mấy ngàn trượng, loáng thoáng có thể nhìn thấy vài cung điện hùng vĩ. Diệp Quân biết đây chắc chắn là một tông môn nào đó từng bị các thế lực ở đại lục bị vứt bỏ lại. Diệp Quân kéo Táng Cương tiếp tục đi về phía trước, hắn nhận thấy thật ra cô bé này rất có khả năng chịu đựng gian khổ, cả một đường trèo đèo lội suối mà cô bé không nói một tiếng nào, hơn nữa khả năng sinh tồn nơi hoang dã của cô bé khiến hắn rất ngạc nhiên. Táng Cương vừa đi vừa ăn thịt mà hắn đã nướng trước đó, cô bé ăn theo kiểu rất hoang dã, cắn từng miếng lớn, miệng đầy dầu. Diệp Quân nhìn cô bé, cười nói, đừng ăn vội, trong nhẫn vẫn còn đây, đến lúc đó ta ngươi cho ngươi. Táng Cương nhìn hắn, không nói gì, nhưng tốc độ ăn chậm lại. Đúng lúc này, một luồng sáng xanh bay thẳng lên bầu trời từ phía xa, nhưng thoáng chốc lại mờ đi, không lâu sau hoàn toàn biến mất. Bây giờ khoảng cách rất gần nên hắn nhìn rất rõ, đây là trận pháp, có thể lên thiên giới. Diệp Quân kéo Táng Cương tăng tốc, sau khi vượt qua mấy ngọn núi nhỏ, không lâu sau đã lên đến đỉnh núi, cách đó không xa có mấy tòa kiến trúc nguy nga, những tòa nhà này đều đã rất cổ kính, chắc chắn đã trải qua rất nhiều năm lịch sử, mà ánh sáng xanh đó được phát ra từ phía sau một trong những đại điện. Có sự dao động của linh khí. Diệp Quân nhìn chung quanh, sau đó dẫn Táng Cương đi đến phía sau tòa nhà đó, trong khoảng đất trống cách họ mấy chục trượng có một bệ đá cực lớn. Phía trên bệ đá là một trận pháp dịch chuyển, lúc này Chiêm Phó đang trên bệ đá suy ngẫm, gã nhíu mày lại. Ngay lúc này gã bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân và Táng Cương, nhìn thấy hai người y hơi ngạc nhiên, là hai người. Diệp Quân nhìn Chiêm Phó, rõ ràng tên này không thể khởi động được trận pháp dịch chuyển, nhưng cũng bình thường, bản thân Chiêm Phó không phải là người tu hành. Diệp Quân kéo Táng Cương đi đến trước trận pháp dịch chuyển, hắn nhìn qua trận pháp dịch chuyển. Chỉ cần liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấu trận pháp, dù sao trận pháp ở nơi như vậy không cao siêu chút nào, chỉ là vài trận pháp dịch chuyển đơn giản nhất. Lúc này Chiêm Phó bỗng cười nói, huynh đệ biết về trận pháp dịch chuyển à, Diệp Quân gật đầu, biết một chút. Nghe thế nụ cười trên môi Chiêm Phó càng tươi hơn. Diệp Quân mặc kệ gã, dẫn Táng Cương đi đến trận pháp dịch chuyển, hắn nhìn chung quanh, cuối cùng tìm được vị trí của mắt trận, hắn kéo Táng Cương đến chỗ mắt trận. Sau đó lấy ra một viên linh tinh ném vào trong đó. Ngay khi linh tinh vừa bị mắt trận hút vào, trận pháp hơi rung chuyển, từng làn sóng linh khí lan ra, một ánh sáng xanh mờ nhạt xuất hiện xung quanh trận pháp, nhưng nó nhanh chóng nhạt dần đi. Diệp Quân lại lấy vài linh tinh ném vào, ánh sáng xanh ngày càng nhiều, một cột sáng xanh nhanh chóng bay lên trời. Hơn nữa họ cũng bị bao phủ trong một luồng sáng xanh, nhưng chẳng bao lâu ánh sáng xanh đó biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Không những vậy, trận pháp dưới chân họ vẫn còn rung chuyển dữ dội, rung chuyển cả dãy núi. Diệp Quân nhíu mày, hắn nhìn phù văn trận pháp trên mặt đất, hắn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Có lẽ trận pháp này đã quá lâu không có người bảo trì, có rất nhiều phù văn đã không còn hoạt động. Chiêm Phó ở một bên nói, huynh đệ, xảy ra chuyện rồi à? Diệp Quân gật đầu, vài phù văn ở nơi này đã không còn hoạt động. Nghe thế, sắc mặt Chiêm Phó xa sầm. Diệp Quân nói, chúng ta phải sửa lại, nhưng chúng ta phải tìm dụng cụ trước, nói rồi hắn nhìn mấy đại điện cách đó không xa. Diệp Quân kéo Táng Cương đi về phía mấy đại điện đó, Chiêm Phó ở một bên thấy thế thì do dự, sau đó cũng đi theo. Ba người đi vào trong một đại điện, Diệp Quân nhìn quanh, đại điện đã xuống cấp, vừa bước chân vào, bụi bay tứ tung. Trong đại điện có vài bức tượng cũ kỹ. Có 5-6 cái đệm cói được đặt trước tượng. Diệp Quân đi đến trước mấy bức tượng đó, bên dưới bức tượng có một bục hình vuông, trên đó có vài món đồ linh tinh, rất hỗn loạn. Chiêm Phó ở một bên bỗng nói, có thể thấy lúc trước họ đi rất vội vã. Diệp Quan khẽ gật đầu, liếc nhìn đồ vật vương vãi dưới đất, ánh mắt lại nhìn đến một cây bút, hắn cầm cây bút lên vung nhẹ, bụi rơi xuống. Chiêm Phó hỏi, huynh đệ, đây là... Diệp Quân nói, chắc là một cây bút linh, thử xem, nói rồi hắn kéo Táng Cương xoay người rời đi. Nhưng lúc họ định ra khỏi đại điện, bức tượng ngồi chính giữa đại điện bỗng động đậy.
Thấy thế Chiêm Phó biến sắc, chợt quay đầu lại chạy ra khỏi đại điện, Diệp Quân xoay người nhìn bức tượng nứt ra, một bóng người chậm rãi bay ra, là một ông lão mặc đồ trắng. Cả người ông lão toát ra khí tức dày đặc, lúc này ông ta đang nhìn chằm chằm Táng Cương ở một bên, sát khí rất nặng. Nói rồi một luồng khí thế đáng sợ đã bao phủ lấy Táng Cương. Lúc này, Diệp Quân bỗng kéo Táng Cương ra sau lưng, ông lão nhìn Diệp Quân. Khi nhìn thấy Diệp Quân, ông ta hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên tia ngạc nhiên vì Diệp Quân khiến ông ta cảm thấy rất đặc biệt, không thể giải thích được cảm giác đó, cực kỳ quái lạ. Diệp Quân nói, ba người bọn ta đến đây chỉ là vì muốn tìm đường ra, vô ý làm phiền đến ông cụ, xin lỗi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi và người đàn ông đó đi đi, cô bé này ở lại. Táng Cương nhìn ông lão, không nói gì. Diệp Quân nhíu mày, tại sao? Ông lão nhìn Táng Cương, ý niệm giết người của cô bé này quá nặng, trong huyết mạch còn chứa ác niệm, là người tà ác, giữ lại thế gian chỉ có gây họa. Diệp Quân nhìn Táng Cương bên cạnh rồi nói, số mệnh của cô bé không tốt, có thể sống sót và trưởng thành đã không dễ gì, mong ông cụ giơ cao đánh khẽ, cho cô bé một cơ hội, ta sẽ chỉ bảo cô bé đàng hoàng. Ông lão hít mắt, người muốn giúp một người tàn độc. Diệp Quân lắc đầu, nếu muốn sống trên thế gian này, ai có thể không nghĩ ác là sai lầm của thế gian chứ? Trên người ông lão bỗng toát ra khí tức bao phủ lấy Diệp Quân, người có biết thế gian này không dung chứa loại người như cô ta? Diệp Quân nhìn thẳng vào ông lão, trời đất không dung chứa thì là trời đất sai. Trời đất sai. Hắn vừa nói thế, trong đại điện bỗng trở nên yên tĩnh. Táng Cương nhìn Diệp Quân không nói gì. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này cảm thấy vô cùng kinh hãi, ông ta không ngờ một thiếu niên mà lại dám nói ra lời phản nghịch như vậy. Thiên đạo là sự tồn tại mà những người tu luyện như họ kính sợ nhất, hắn thế mà lại dám nói thiên đạo sai lầm. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, một lát sau ông lão nhìn thoáng qua Táng Cương nấp phía sau Diệp Quân, híp mắt lại, ánh mắt lóe lên tia tham lam. Trên người ngươi lại có khí tức giống cô ta, thảo nào ngươi bảo vệ cô ta như vậy, nếu đều là người tàn độc như nhau thì đáng chết. Huyết mạch đặc biệt. Ông lão không ngờ ở đại lục bị vứt bỏ này lại có một huyết mạch đặc biệt này lại giúp ích rất nhiều cho những người tu hành như họ, nhất là vài huyết mạch đặc biệt cực phẩm, quả thật là còn đáng sợ hơn cả thần đan rượu dược, uống vào có thể tăng thêm mấy trăm năm tu hành. Diệp Quân nhìn chằm chằm ông lão, híp mắt lại. Ông lão bỗng giơ tay phải lên, sau đó hơi ấn xuống, thoáng chốc một luồng uy lực vô hình đáng sợ bao trùm cả đại điện. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng cầm con dao trong tay Táng Cương rồi chém thẳng vào lòng bàn tay mình, lòng bàn tay nứt ra, máu phun ra. Diệp Quân đặt bàn tay chảy máu của mình lên miệng Táng Cương uống. Táng Cương chớp mắt, không từ chối, mút mạnh máu vào, khi máu của Diệp Quân tràn vào, mắt Táng Cương lập tức chuyển sang màu đỏ máu. Cùng lúc đó máu trong cơ thể cô bé cũng sùng sục như nước sôi, huyết mạch của cô bé bắt đầu thay đổi. Một luồng khí tức huyết mạch đáng sợ tuôn ra từ trong người Táng Cương, huyết mạch phong ma. Khi nhìn thấy khí tức huyết mạch lớn mạnh bộc phát trong cơ thể Táng Cương, sắc mặt của ông lão bỗng thay đổi, ông ta giơ tay phải lên định ra tay thì lúc này, Táng Cương bỗng biến mất khỏi đó, lúc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt ông ta, cùng lúc đó một con dao găm đâm thẳng vào trán ông ta. Bình thường ông ta là hư thể, Táng Cương không tu vi thì không thể nào gây hại cho ông ta, nhưng lúc này con dao găm của Táng Cương lại đâm vào trán ông ta. Ông lão mặt đầy vẻ khó tin, đây. Táng Cương bỗng tức giận gào lên, một luồng khí tức huyết mạch đáng sợ làm cho hư thể của ông ta vỡ tan. Sau khi giết chết ông lão, Táng Cương chậm rãi xoay người lại, cô bé nhìn Diệp Quân cách đó không xa, đôi mắt vẫn đỏ ngầu như máu. Cả người toát ra sát khí và tà khí ngút trời. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau. Ngay lúc này Táng Cương bỗng biến mất khỏi đó, thoáng chốc một thanh dao găm đã để vào cổ Diệp Quân. Diệp Quân không né đòn. Táng Cương cũng chỉ cầm dao găm để vào cổ hắn, không đâm vào thật. Táng Cương nhìn Diệp Quân, cô bé bỗng nắm lấy tay Diệp Quân, sau đó hít thật mạnh. Diệp Quân rút tay về, Táng Cương lập tức tức giận nhìn hắn. Diệp Quân vỗ đầu cô bé, đi. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Táng Cương đứng ở đó cực kỳ tức giận. Sau khi Diệp Quân dẫn Táng Cương ra ngoài,
Chiêm Phó đã chạy mất trước đó lại chạy về, gã cười nói, huynh đệ. Diệp Quân không nói gì, dẫn Táng Cương đi về phía trận pháp dịch chuyển. Chiêm Phó vội vàng đi theo. Trên đường đi, Tiểu Tháp bỗng nói, hành động vừa rồi của ngươi rất nguy hiểm, với ngươi, cũng là với cô bé. Diệp Quân gật đầu. Ta biết. Dĩ nhiên hắn biết nguy hiểm, vì hắn biết rất rõ huyết mạch phong ma đáng sợ cỡ nào, nếu hắn để cô bé này hút, mặc dù có thể cải thiện huyết mạch của cô bé nhưng cũng có thể sẽ khiến cô bé rơi vào điên cuồng hoàn toàn, mất đi lý trí, mỗi khi cô bé rơi vào điên cuồng, e là hắn sắp xong đời. Nhưng lúc đó hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cược một ván. Hắn thắng rồi. Mặc dù huyết mạch phong ma rất thích cô bé này, nhưng nó cũng biết rất rõ, nếu bây giờ làm cho cô bé này điên cuồng, cô bé này chắc chắn sẽ chết, thế nên Diệp Quân không cưỡng ép áp chế, huyết mạch phong ma này lựa chọn kiềm chế bản thân. Điều này khiến Diệp Quân hơi đau lòng. Vì hắn nhận ra huyết mạch phong ma thật sự rất thích cô bé này. Một lát sau, đám người Diệp Quân đã đến trận pháp dịch chuyển, Diệp Quân ngồi xổm xuống, bắt đầu sửa phù văn vốn đã bị hỏng. Táng Cương đứng ở một bên, thi thoảng nhìn Diệp Quân, sau đó liếm đầu lưỡi, cô bé chợt phát hiện máu của Diệp Quân có vị rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả mùi của thịt linh hồn. Chiêm Phó đứng ở một bên, gã nhìn Táng Cương, sau đó dịch sang bên cạnh, cô bé này khiến người khác rất sợ. Chẳng mấy chốc. Cuối cùng Diệp Quân cũng đã sửa xong phù văn cuối cùng, sau đó hắn lấy vài linh tinh ném vào mắt trận đó. Cả trận pháp dịch chuyển bỗng rung chuyển dữ dội, sau đó một luồng sáng xanh đột nhiên xuất hiện trong trận pháp dịch chuyển dưới chân họ, ánh sáng xanh dâng lên từng tầng, sau đó bao trùm ba người họ. Thấy thế Chiêm Phó bỗng phấn khích, thành công rồi. Diệp Quân cũng nở nụ cười, hắn lại ném thêm vài linh tinh vào mắt trận pháp. Trận pháp dịch chuyển khởi động, từng ánh sáng xanh nhấn chìm ba người, thoáng chốc hai người biến mất. Chẳng bao lâu, ba người tiến vào một thông đạo dịch chuyển, thế nhưng cả người Diệp Quân đều tê liệt vì thông đạo dịch chuyển rất không ổn định, thế nên ba người dịch chuyển trong trạng thái bị treo ngược, bức tường ánh sáng của thông đạo dịch chuyển xung quanh vẫn đang nhấp nháy như thể có thể vỡ bất cứ lúc nào. Rõ ràng là trận pháp dịch chuyển này có vấn đề lớn. Diệp Quân nắm chặt Táng Cương. Thầm nói, tháp ra. Tiểu Tháp nói, làm gì? Diệp Quân nói, mau nghĩ cách đi. Tiểu Tháp nói, chịu đựng một chút là được. Diệp Quân. Cứ thế không biết qua bao lâu, Diệp Quân mới cảm thấy khá hơn, nhưng khi mở mắt ra, hắn lại thấy mình đang nằm trong một dãy núi. Hắn bật dậy, nhìn xung quanh, cả Táng Cương lẫn Chiêm Phó đều không ở đây. Thấy Táng Cương không ở đây, sắc mặt hắn xa sầm. Vì bây giờ họ đã đến thiên giới, để một mình cô bé ở bên ngoài rất nguy hiểm cho người khác, cũng nguy hiểm với bản thân cô bé. Dù sao cách sinh tồn của cô bé không hợp với nơi này. Diệp Quân lắc mạnh đầu vẫn còn hơi choáng, sau đó đứng lên, hắn nhìn xung quanh, mẹ nó đây là nơi nào vậy? Tiểu Tháp bỗng nói, người phải mau chóng tìm được cô bé đó, để cô bé chạy bên ngoài rất nguy hiểm. Táng Cương. Diệp Quân sầm mặt, bây giờ trên người cô bé có huyết mạch phong ma, nếu giết người thật thì khá đáng sợ. Hắn lại nhìn xung quanh, leo lên, sau đó đi về phía xa, một lúc sau hắn đến trên một ngọn núi, cách hắn hơn 10 dặm có thể loáng thoáng thấy được một thành cổ. Diệp Quân thầm thở phào, cũng mau không bị dịch chuyển đến chỗ quá xa xôi. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn đến thành cổ đó. Sau khi vào thành hỏi thăm một lượt thì biết được nhà họ Long của Long Đại nằm ở thành Thiên Đô của thiên giới, thế là hắn lại dùng trận pháp dịch chuyển đến thành Thiên Đô. Quy mô của thành Thiên Đô lớn và xa hoa hơn nhiều, nhất là bây giờ sau khi có thư viện Quan Huyên gia nhập, cả thiên giới đã bắt đầu phát triển nhanh chóng chứ đừng nói là thành Thiên Đô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.